chương 1881, trên núi có hổ. Thân mình hứa lập quốc run rẩy, hắn ngây ra nhìn Vương Lâm, ở trong đầu hắn hiện lên một cảnh tượng khiến cho hai mắt hắn chảy xuống hai hàng nước mắt. Hắn nhớ ra Vương Lâm, nhớ ra việc đã bị đối phương luyện hóa thành ma đầu. Hắn nhớ ra mấy ngàn năm theo hầu, nhớ ra tất cả những thứ về mình, còn có những lời nói của chủ nhân sát tinh kia. Ký ức của hắn cho tới trước khi rời khỏi động phủ dưới đầu thai chuyển thế, trong nháy mắt hoàn toàn thức tỉnh. Chủ, chủ nhân thân thể hứa lập quốc run lên hắn mở to hai mắt lộ ra một vẻ vui mừng lẫn sợ hãi hắn bước nhanh tới vài bước đi lướt qua người điên đẩy lưu kim bưu ở bên cạnh vương lâm đang nhìn hắn rất đắc ý chuẩn bị chào hỏi kia sau khi đẩy lưu kim bưu đang sửng sốt lùi lại vài bước hứa lập quốc này đứng ở vị trí của lưu kim bưu lúc trước vẻ vui mừng lẫn sợ hãi trên mặt đã biến thành vẻ a dua theo thói quen lúc trước chủ nhân tiểu hứa tử rốt cuộc đã được gặp người rồi đã bao nhiêu năm mỗi đêm trong mơ tiểu hứa tử đều thấy chủ nhân ngày ngày mong nhớ hận là không thể gặp được chủ nhân chủ nhân à sự trung thành của tiểu hứa tử đối với người sẽ không vì thời gian mà thay đổi sẽ không vì chuyện kiếp này kiếp trước mà có một chút thay đổi nào người chính là chủ nhân của ta cả đời này cả kiếp sau hay kiếp sau nữa thì vẫn là như vậy chủ nhân người đừng bỏ mặc ta hay cho ta đi theo người dù lên núi đao hay xuống biển lửa hứa lập quốc ta cũng tuyệt đối sẽ không nhíu mày Chủ nhân, mặc dù ta gặp người quá chậm, nhưng ta đã đi theo người lâu nhất. Mặc dù cũng có vài người có một chút vận khí tốt được chủ nhân tìm được sớm, nhưng sự trung thành của ta đối với chủ nhân người khác sao có thể so sánh được. Chủ nhân, ta rốt cuộc cũng đã tìm được người rồi." Hứa Lập Quốc vừa nói vừa chớp chớp hai mắt, ở trước mặt Lưu Kim Bưu đang trợn mắt há hốc mồm chảy xuống hai hàng nước mắt, như kích động. Trong khi một bên là gào lên kích động biểu đạt sự vui mừng lẫn sợ hãi, nhưng Hứa Lập Quốc này cũng không quên trợn mắt nhìn Lưu Kim Bưu một cái. Giống như là nói cho Lưu Kim Bưu, biết hứa lập quốc hắn mới chính là người thân cận nhất của chủ nhân. Hừ, không một ai có thể hiểu rõ sát tinh này bằng ta, khi hứa gia gia của nhà ngươi đi theo sát tinh này, thì tên tiểu tử Lưu Kim Bưu nhà ngươi còn không biết đang đi lừa gạt ở nơi nào mà cũng dám đoạt sủng với ta sao? Vẻ mặt đắc ý của tên Lưu Kim Bưu này vừa rồi, chắc chắn hắn nghĩ có thể vượt qua được ta. Hừ, hãy xem ta dạy dỗ hắn, để cho hắn biết hứa gia gia của hắn không phải là dễ chơi như vậy bị hứa lập quốc trừng mắt nhìn trong lòng lưu kim bưu kia lập tức run lên dư uy của hứa lập quốc đối với hắn mà nói quả thật là một bóng ma rất lớn lúc này hắn do dự một chút đang định mở miệng đột nhiên ở bên cạnh truyền ra một tiếng rít gào chỉ thấy con hải long đã thu nhỏ chỉ còn bằng ngón tay kia vốn đang ghé lên vai của lưu kim bưu lúc này sau khi nhìn thấy hứa lập quốc liền ngẩng mạnh đầu hung hăng nhìn chằm chằm hứa lập quốc kia bắt đầu rít gào tiếng rít gào của nó khiến cho hứa lập quốc đang trong cơn sửng sốt lại càng thêm hoảng sợ. Còn Lưu Kim Bưu kia, lập tức thần sắc hắn lại lộ ra một vẻ đắc ý, nếu không có Vương Lâm ở chỗ này thì nhất định hắn sẽ cười rộ lên. Ha ha, may mắn mà ta đã sớm có chuẩn bị trước. Có con hải long này ở bên cạnh, hứa lập quốc này, để... Ta xem ngươi sẽ kiêu căng như thế nào. Vẻ mặt Lưu Kim Bưu đắc ý, hắn giơ tay phải lên vuốt ve con hải long ở trên lưng, hai mắt khiêu khích lít nhìn hứa lập quốc. Vương Lâm không để ý đến hai người đang lườm nhau tóe lửa này, mà nhìn về phía người điên đang sừng sốt vì những lời nói của Hứa Lập Quốc kia. Lúc này người điên kia đã sớm quên đi chuyện phiền phức đi tìm kiếm Vương Lâm, mà nhìn Hứa Lập Quốc, bộ dạng như sắp sửa khóc đến nơi. "Tiểu Hồng, Tiểu Hồng, ngươi, ngươi vừa mới nói cái gì hả? Ta không phải là chủ nhân của ngươi sao? Làm sao hắn lại trở thành chủ nhân của ngươi? Rốt cuộc ta là chủ nhân của ngươi, hay hắn là chủ nhân của ngươi? Rốt cuộc ai mới là chủ nhân của ngươi?" người điên vô cùng lo lắng, tiến đến túm lấy hứa lập quốc. Hứa lập quốc lúc này mới nhớ ra bên cạnh còn có một người. Hắn quay đầu lại liếc nhìn người điên một cái, khi ký ức của hắn khôi phục lại, lúc này ánh mắt nhìn về phía người điên nhất thời có một chút khác biệt, mơ hồ lộ ra ánh mắt giống như lúc ở trong động phủ giới liên thủ với Lưu Kim Bưu, lấy máu tươi, buông, tay ra, hứa ra ra nhà ngươi chỉ có một chủ nhân, đó chính là sát, chủ nhân sát khí ngợp trời, anh minh thần võ này. Nói tới đây, hắn nhìn lướt qua vương lâm rất nhanh, trong lòng toát mồ hôi, thầm nghĩ mình nhiều năm không ở bên cạnh sát tinh này, suýt chút nữa đã lỡ miệng. Ngươi tránh ra cho ta, đừng có bám lấy hứa ra ra ngươi. Hứa lập quốc vội vàng dãy ra, lùi lại phía sau vài bước, ngẩng đầu ướn ngực, thể hiện sự trung thành. Người điên vẻ mặt khổ sở, hai mắt lập tức đỏ lên. Hắn hướng về phía vương lâm gào to lên. Chính là ngươi, ngươi đã đả thương ra ra của tiểu hoa hoa. Lại còn cướp đi tiểu hồng của ta, tiểu hồng a à, tiểu hồng người điên lao tới bóp cổ vương lâm vương lâm nhìn người điên đang ồn ào phía trước một cách phức tạp than nhẹ một tiếng người điên ta tới tổ thành này chính là để gặp ngươi ngươi không nhớ ta vậy thì coi như chuyện trong động phủ giới chỉ là một giấc mộng vậy được lắm người điên ta đi vương lâm nhắm hai mắt lại để mặc cho người điên bóp cổ mình nửa ngày sau một sức mạnh nhu hòa từ bên ngoài thân thể hắn tản ra đẩy lùi người điên về phía sau mấy trượng vương lâm mở hai mắt xoay người đi về phía bình nguyên ở bên ngoài thành hứa lập quốc cùng với lưu kim bưu vội vàng đi theo sau không để ý tới người điên kia nữa bọn họ đi theo phía sau ánh mắt nhìn nhau chằm chằm nhưng so với sự đắc ý của lưu kim bưu thì hứa lập quốc cũng có một chút phẫn nộ bởi vì con hải long trên vai lưu kim bưu cũng đang nhìn chằm chằm hắn không ổn hứa ra ra ngươi chỉ có hai con mắt nhưng lưu kim bưu đáng chết kia cùng với con rắn ngu ngốc lại có tới bốn con mắt phải nghĩ ra cách nếu không sau này khó mà giữ được địa vị hứa lập quốc nói thầm trong lòng sau khi ba người đi xa người điên đứng ở bên ngoài thành nhìn những thân ảnh ở đằng xa không ngừng thì thào tiểu hồng tiểu hồng sao ngươi lại đi như vậy tiểu tử đáng chết hắn dám cướp tiểu hồng của bồn vương ta phải mách với ca ca không được ta phải mách với sư tôn ha ha sư tôn ta rất lợi hại ờ mà người điên đột nhiên sửng sốt ngẩng mạnh đầu nhìn về phía xa xa nhìn thân ảnh mặc áo trắng kia vương lâm vương lâm thân thể người điên run lên phong ấn trong đầu như có dấu hiệu nới lỏng dường như hắn nhớ ra được cái gì đó động phủ giới vương lâm hư vô thức tỉnh thân thể người điên càng thêm run rẩy trong đầu hắn ầm một tiếng hiện lên một hình ảnh trong hình ảnh này hắn cứu được người ở trước mắt cùng với hắn đắm chìm trong một giấc mộng ở trong mộng chính mình thủy chung vẫn đang tìm kiếm dấu vết của trường ấn ở trên cánh tay kia hắn theo tiềm thức giơ tay lên cúi đầu nhìn chỉ thấy trên cánh tay hắn vốn chỉ có làn da nhãn bóng lại có một dấu vết trưởng ấn đang chậm rãi hiển lộ ra trưởng ấn này hình như là như là của một người đã từng túm lấy cánh tay hắn rất lâu không buông ra hai mắt hắn bất giác chảy xuống hai hàng nước mắt hai hàng nước mắt chảy xuống rơi lên trên mặt đất đầy tuyết hắn dường như đã nhớ ra hắn đã nhớ ra mình ở trong động phủ giới đã gặp một thi thể đã lấy máu tươi của chính mình để làm cho thi thể kia sống lại hắn đã nhớ ra thi thể này tên là vương lâm sau khi sống lại đối với mình rất tốt hắn đã nhớ ra cảnh tượng ở trong giấc mộng đạo kia hắn còn nhớ ra bản thân sau khi tỉnh dậy đã nhìn thấy ca ca từ đó về sau ký ức vô cùng mơ hồ giống như là đã bị phong ấn giống như suốt thời gian này ca ca hắn đã thi triển thần thông gì đó với hắn hắn chỉ có thể mơ hồ nhớ được trong ký ức mơ hồ của hắn có một ánh mắt vô tình từ trong hai mắt của ca ca hắn lan ra ánh mắt kia khiến cho hắn sợ hãi khiến cho hắn muốn tìm vương lâm để cầu cứu hắn đã nhớ ra vương lâm vương lâm vương lâm sư tôn người điên trong run rẩy hô to lên một tiếng thanh âm của hắn vang vọng thiên địa khiến cho vương lâm ở đằng xa thân mình chấn động một tiếng sư tôn kia một tiếng vương lâm kia hàm ý ở trong đó khiến cho vương lâm tâm thần ẩm vang xoay mạnh người lại ngay khi hắn xoay người lại đồng tử trong hai mắt hắn bỗng nhiên co rút lại hắn nhìn thấy bên ngoài cửa thành ở sau lưng người điên đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu vàng từ bên trong vòng xoáy có một người bước ra người này mặc hoàng bào đầu đội đế quan chính là tiên hoàng sau khi hắn xuất hiện hai mắt nhu hòa giơ tay phải lên đặt lên vai người điên một chiêu này hạ xuống hai mắt người điên kia lập tức trở nên mê man chứng ấn trên cánh tay hắn lại biến mất không còn vương lâm người muốn rời khỏi bổn hoàng không tiễn ký ức của đạo phi hình như có chút khôi phục nên ta phải đưa hắn tới nơi bế quan của tiên tổ, ở nơi đó có lẽ hắn sẽ có thể khôi phục được hoàn toàn. Tiên hoàng mỉm cười nhìn Vương Lâm, thân ảnh nhoáng lên một cái, mang theo người điên đang mê man, từng bước lùi vào trong vòng xoáy màu vàng, biến mất không còn. Gió tuyết vẫn như trước, tất cả như là một ảo giác, giống như là không tồn tại. Vương Lâm đứng ở đằng xa, nhìn thấy mọi chuyện vừa rồi, sau khi trầm mặc một lát, hai mắt hắn lóe lên tinh quang ngập trời. Lại là chỗ bế quan của tiên tổ. Lời nói của hắn càng cho thấy chỗ bế quan của tiên tổ này là ở bên dưới hoàng cung. Hắn làm như vậy rõ ràng là muốn ta đến đó. Vương Lâm thần sắc âm trầm, nhìn chăm chăm tổ thành. Người điên vừa rồi gọi ta, rõ ràng là ký ức đã thức tỉnh. Hết thảy chuyện này có lẽ chính là do tiên hoàng bày ra. Hắn lấy người điên ra đế dụ, bức ta không thế rời khỏi, bức ta đi tới địa cung kia. Đầu tiên là sắc phong ban thưởng, sau khi ta không lựa chọn đi vào địa cung, lại xảy ra trận chém giết trên phố nếu có liên quan tới trận chém giết này thì tiên hoàng này nhất định là đã tham dự vào muốn lấy trận chém giết đó để bắt ta nhưng sau khi chém giết thất bại lại vì sát lục của ta giáng xuống cùng với cửu đế đánh một trận cho nên hắn không muốn tự mình ra tay đã nghĩ ra một kế đó là lấy người điên dụ ta tới địa cung đó chỗ tiên tổ bế quan địa cung chỗ đó rốt cuộc là có bí ẩn gì tiên hoàng này vì sao hết lần này đến lần khác muốn ta tới đó Nơi đó, rốt cuộc là ta nên đi, hay không nên đi? Vương Lâm trong lúc trầm mặc, ngẩng mạnh đầu, hai mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Có một số việc biết rõ là nguy hiểm, nhưng có một vài người vẫn cứ muốn làm. Vương Lâm hít thật sâu, giơ tay phải vung lên, đem Hứa Lập Quốc và Lưu Kim Bưu cùng với con hải long kia thu vào trong không gian chữ vật, một mình nhoáng một cái trong gió tuyết lúc bình minh này lại đi tới tổ thành. Lúc này mục tiêu của hắn dĩ nhiên là địa cung. Chương 1882, đi tới sáng sớm trong tổ thành gió tuyết ngập trời không nhìn rõ được chân trời phía xa xa bỏng tuyết mơ hồ che khuất tầm mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo truyền vào tâm thần vương lâm quay đầu lại nhìn gió tuyết đi về phía tổ thành trong tay hắn có một ngọc giản ngọc giản này là một trong những thứ hắn cầm tới trong chuyến đi tới tổ thành này là ước định giữa hắn với song tử đại thiên tôn cùng cô khai thiên tôn lúc vương lâm muốn thì song tử đại thiên tôn sẽ tự mình xuất hiện đây chính là lời hứa của cô Khai Thiên Tôn và song tử đại thiên tôn với hắn. Cũng bởi có ngọc giản này nên Vương Lâm, dù biết chuyến đi tới hoàng thành này có tiên hoàng là địch nhưng vẫn dám tới. Ở dưới cửa đông thành, gió tuyết bị tường thành ngăn lại, đã nhỏ đi không ít. Đứng dưới bóng của cửa thành này, Vương Lâm cúi đầu nhìn thoáng qua ngọc giản trong tay, bóp vỡ nó. Trong nháy mắt khi ngọc giản bị bóp nát, ánh sáng màu tím đó lóe lên, hóa thành một trận pháp kỳ dị trước mặt Vương Lâm. Trận pháp này lộ vẻ tăng thương Bên trong cũng cực kỳ phức tạp, mơ hồ nhìn giống như được dùng để truyền tống. Ánh sáng này lóe lên, ở bên trong có thân ảnh của hai cô bé biến ảo ra. Hai cô bé này hai mắt lim dim, giống như đang ngủ mà bị gọi tới. Một cô bé trong đó còn đang ôm một con búp bê trong lòng. Buồn ngủ thế, hả, đây là nơi nào? Tiểu Vương Lâm, là ngươi à? Hai cô bé này sau khi nhìn bốn phía một chút, ánh mắt liền rơi lên người Vương Lâm, lập tức lộ vẻ kinh hỉ. Vương Lâm bái kiến xong Tử Đại Thiên Tôn, Vương Lâm ôm quyền vái một cái. Không cần vái, không cần vái. Ngươi sau khi rời đi chúng ta đều nhớ ngươi đó. Không ngờ nhanh vậy đã được gặp rồi. Đúng rồi, tiểu bưu tử đâu rồi? Mau gọi hắn tới đây nào. Đúng vậy, ta cũng nhớ tiểu bưu tử lắm. Vẻ mặt hai cô bé hưng phấn. Nơi này là tổ thành của thiên tộc. Song tử đại thiên tôn có từng nhớ năm đó đã ước định gì với ta không? Vương Lâm bình tĩnh nói. Ước định. Hả? Nhớ ra rồi, Người nói là về sau muốn chúng ta giúp một lần. Là lúc này sao? Người nào chọc giận ngươi rồi? Hừ hừ, có gan trêu chọc vào tiểu vương lâm nhà ta, việc này chúng ta nhất định làm chủ cho ngươi. Hai cô bé lập tức phấn chấn tinh thần, giống như vô cùng hứng thú với chuyện đánh nhau vậy. Còn phiền song tử đại thiên tôn giúp vương lâm vây khốn tiên hoàng một ngày. Tại hạ muốn xuống địa cung một chuyến. Vương lâm nhìn hai cô bé trước mặt, nhẹ giọng nói, tiên hoàng, không thành vấn đề, hai cô bé nhìn nhau, trong ánh mắt hồn nhiên hiện lên một tia ngưng trọng. Nhưng hai người không hói thêm gì mà thu hồi ánh mắt nhìn nhau, thân thể nhoáng một cái liền hóa thành hai đạo cầu vòng bay thẳng, về phía hoàng cung xa xa. Trong chọc tại mặt đất mơ hồ chuyển ra chấn động, hoàng cung tại trung tâm của tổ thành có tiếng ầm vang lan ra xa. Ở dưới cửa thành, cảm thụ được mặt đất dưới chân chấn động, vương lâm nhắm hai mắt lại. Sát lục dáng xuống thế gian, thay thế ánh sáng bởi bóng tối. Vương lâm ta nguyện trầm luân trong hủy diệt. Vương Lâm thì thào, mái tóc trắng với tốc độ mắt thường có thể nhận thấy, từ gốc tới ngọn liền biến thành màu đen, lan nhanh ra, khiến tuyết rơi trong không trung cũng như bị biến đổi. Tuyết cũng trở thành màu đen, bóng tuyết màu đen tung bay, hình thành một cơn gió lốc gào thét bốc lên tận chín tầng trời. Trong tích tắc khi mái tóc của Vương Lâm biến thành màu đen, tất cả tuyết trên bầu trời liền hoàn toàn trở thành tuyết đen. Tuyết đen từ trên bầu trời rơi xuống, cũng bởi vì sự tồn tại của nó che bầu trời sáng sớm này, khiến cho mặt đất phía đông tổ thành bất ngờ đen kịt một vùng. Trên bầu trời, một lượng lớn tuyết đen tàn phá, che hơn nửa bầu trời. Vương Lâm dương mắt nhìn lên, trong mắt tràn ngập vẻ lãnh khốc vô tình. Vương Lâm tóc đen vốn không nên xuất hiện giống như bầu trời màu đen này. Nhưng giờ phút này hắn lấy thần thông biến tuyết thành đen như mực, khiến ánh sáng hóa thành hắc ám. Từ xa xa nhìn lại, tổ thành lúc này trông cực kỳ quỷ dị, phía đông là đêm tối, những nơi khác lại là ban ngày tu sĩ trong đông thành lúc này lập tức lao ra khỏi phòng, đồng loạt ngẩng đầu nhìn bầu trời, thân sắc mỗi người đều lộ vẻ hoảng sợ chấn kinh. Nhưng rất nhanh bọn họ lập tức cảm nhận được một luồng khí, tức vô tình hủy diệt truyền tới từ cửa động. Luồng khí tức này không bá đạo, cùng không linh hoạt nhưng tất cả những người cảm nhận được đều nghĩ, tới đầu tiên là hiện giờ đã tới ngày tận thế. Vương Lâm chậm rãi đi về phía trước. Trường sam trên người hắn trong bước đi của hắn bị một tia hắc khí vờn quanh thay thế, Tràn ngập toàn thân, khiến cho người ngoài không nhìn ra được thân ảnh bên trong, chỉ thấy được một đám hắc khí càng ngày càng đậm. Vương Lâm đi về phía trước, tuyết đen trên bầu trời giống như xâm lấn ánh sáng, một vùng đen tốt lan ra. Mỗi khi Vương Lâm bước tới một bước, màn đêm trên bầu trời liền khuếch tán theo. Ta vốn đã muốn thu hồi sát lục, vốn đã muốn chuẩn bị rời đi, nhưng tiên hoàng ngươi đã để đạo phi tới đây, vậy thì hôm nay ngươi phải chịu hủy diệt đi. Vương Lâm đi về phía trước, hắc khí bên ngoài thân thể cuồn cuộn. cuộn giống như một ngọn lửa màu đen hừng hực thiêu đốt, như muốn đốt cháy cả thiên địa vậy. Những nơi hắn đi qua, hễ có tu sĩ nhìn thấy tâm thần đều run rẩy, có cảm giác như nỗi sợ hãi bùng lên từ sâu trong linh hồn. Hắc khí mà bọn họ nhìn thấy giống như thiên địch của bọn họ, giống như là thứ có thể hủy diệt tất cả khí tức tính mạng của sinh linh. Những nơi hắn đi tới, tuyết đen trên mặt đất bị hòa tan, mang theo đá xanh ngàn năm không vỡ trên đường, khiến mặt đất trở thành một đống đổ nát màu đen. Không phân biệt rõ là, bị sát lục ăn mòn hay là bị tuyết đen hòa tan mà rửa nát. Cả kiến trúc bốn phía lúc này trong bước đi của Vương Lâm cũng như trong nháy mắt ngắn ngủi, mà trải qua vô tận năm tháng, trở nên suy tàn, hóa thành cho bụi, tan trong không trung. Từ Đông Thành đi về phía Hoàng Thành trung tâm của Tổ Thành, bởi vì Tổ Thành quá lớn cho nên quá trình này cực kỳ xa xôi. Nhưng lúc này Vương Lâm bị hắc khí lượn quanh, mỗi bước hạ xuống đều khiến sóng gợn màu đen lan ra. Vương Lâm giống như hoàn toàn dung hợp với hắc ám, tốc độ cực nhanh, nhìn như thong thả, nhưng trên thực tế lại chỉ thấy bụi bặm bốc lên màn đêm trên bầu trời, cũng nhanh chóng cắn nuốt ánh sáng. Bóng đêm từ phía Đông thành di động trên mặt đất, tràn về phía hoàng cung. Có rất ít tu sĩ giờ phút này dám ngăn cản bước của Vương Lâm. Bọn họ đứng từ xa, nhìn đêm đen phủ xuống, cắn nuốt ánh sáng. Cả đường đi để lại đống đổ nát từ Đông thành tới hoàng cung, khi thân ảnh Vương Lâm sau không biết bao lâu đi tới hoàng cung, thì phía sau hắn đã không còn thành trì mà chỉ còn một đám bụi lịch sử bên ngoài hoàng cung có đội ngũ mấy vạn hắc giáp cấm binh đang nhìn chằm chằm vào vương lâm ở phía sau bọn họ có vô số thân ảnh từ hoàng cung đồng loạt bay ra trên bầu trời giờ phút này phong vân biến sắc chỉ thấy lúc này có hai mặt trời tồn tại một là màu tím một là màu vàng trong mặt trời màu tím chính là song tử đại thiên tôn còn trong mặt trời màu vàng chính là tiên hoàng mặc hoàng bào hai đại thiên tôn giao chiến khiến cho thiên địa ẩm vang hoàn toàn mơ hồ, có sóng ngợn vang vọng truyền ra khắp bốn phương tám hướng. Song tử đại thiên tôn, vương lâm này xông vào hoàng cung, bất kính với thiên tộc. Hành vi này là phản bội thiên tộc. Hai người các ngươi chẳng lẽ còn muốn tiếp tục mê muội? Giọng nói của tiên hoàng vang vọng trên bầu trời. Hắn nương theo tiếng ầm vang này triển khai ra thần thông kinh thiên. Vương Lâm đứng bên ngoài hoàng cung, ngẩng phát đầu. Hắc khí bên ngoài thân thể hắn ngưng tụ lại, hóa thành một bộ hắc bào, mái tóc đen hắn dài ra thêm một chút hắn nhìn mặt trời màu vàng trên bầu trời hai mắt lộ ra vẻ lạnh lùng không chút dao động tâm tình hắc khí toàn thân vương lâm ngưng tụ thành một bộ y phục chỉ thấy bầu trời hắc ám lập tức điên cuồng lan ra cảnh tượng này giống như thiên địa giữa hắn và hoàng cung này biến thành ba phần một phần là màu đen một phần màu vàng ở giữa là một vầng mặt trời màu tím sát kiếp trên con phố dài kia ta vốn không muốn truy cứu thầm muốn rời đi không muốn khiến sát lục hủy diệt này phủ xuống thế gian, nhưng ngươi lại lấy người điên bức ta tới đây. Lúc này ta tới rồi." Hai mắt Vương Lâm lạnh lùng hơn nữa, đôi mắt không chút tâm tình nọ bỗng nhiên nhìn về hoàng cung phía trước. Ở đó có mấy vạn hắc giáp cấm binh, còn có những thân ảnh liên tục bay ra. Vương Lâm giơ bước chân bước về phía trước. Bước chân này hạ xuống, toàn thân hắn liền ầm ầm khoét tán ra, hóa thành một đám mây đen quét thẳng về phía trước. Thần sắc mấy vạn cấm binh ngưng trọng, trong lúc vương lâm biến thành mây đen lao tới liền đồng loạt gầm nhẹ hắc giáp trên mỗi người tản ra hắc quang hình thành một luồng sát khi kinh thiên động địa luồng sát khí này do mấy vạn người ngưng tụ ra bất ngờ trở thành một từ trong đó chuyển ra tiếng gầm thét kịch liệt bất ngờ hóa thành một con long quy thú khổng lồ con thú này có đầu rồng đuôi rồng nhưng không có thân rồng đầu không có sừng mà có vô sổ những dấu ấn mặt quỷ dữ tợn con thú này không phải huyền vũ ở tiên tộc nó có một cái tên đặc biệt gọi là long quỷ Quỷ, quỷ nghe khá đồng âm long quỷ là hồn phách của hắc giáp con thú này do sát khí qua năm tháng vô tận hình thành giờ phút này sau khi xuất hiện liền gầm thét lao thẳng về phía đám mây đen do vương lâm biến thành trong thời gian ngắn liền va chạm với mây đen nhưng trong tích tắc khi thân thể nó đụng vào đám mây lập tức run rẩy phát ra tiếng gầm thét thê lương sát khí dù mạnh tới mấy dù có ác liệt tới mấy thì ở trước mặt sát lục và hủy diện cũng phải tan thành mây khói mây đen do vương lâm biến thành không dừng lại chút nào quét ngang qua khiến long quỷ run rẩy sụp đổ mấy vạn hắc giáp cấm binh bên trong đều phun máu tươi thân thể bị lực lượng mạnh mẽ đánh sâu vào bị cuốn bay đi cửa thành hoàng cung cũng bị đám mây đen do vương lâm biến thành gào thét lao qua trong nháy mắt giống như đã trải qua ngàn vạn năm trở nên mục giữa chợt sụp xuống hắc ám từ trên bầu trời giáng xuống khiến nơi vương lâm đi qua cả mặt đất hoàng cung đều biến thành màu đen kiến trúc tan thành cho bụi Mấy vạn hắc giáp binh bị cuốn đi giờ phút này vô cùng hoảng sợ, nhưng đám mây đen do Vương Lâm biến thành, tràn tới, tiếng kêu thét thảm thiết kinh thiên động địa liền vang lên. Đám mây đen xẹt qua mấy vạn thân thể, khi Vương Lâm tóc đen ngưng tụ lại trên sân rộng trước hoàng cung, thì mấy vạn hắc giáp binh đã tử vong hết cả, trở thành hài cốt. Gió thổi qua, đám hài cốt cũng biến thành cho bụi. Chương 1883: Quốc sư. Những tu sĩ từ bên trong hoàng cung ở đằng xa đi tới, trước biến hóa đột ngột này cả đám đều dừng lại sắc mặt tái nhợt, lộ ra vẻ hoảng sợ. Lúc này từng người ở giữa không trung đều hướng mắt nhìn lên người Vương Lâm. Hoàng cung của tiên tộc có lẽ chưa từng có Hắc Tuyết. Vương Lâm tóc đen bình tĩnh mở miệng, giơ tay phải lên vung lên bầu trời. Chỉ thấy màn hắc ám che phủ càn khôn kia, trong lúc phủ xuống bất ngờ hóa thành những bông tuyết màu đen rơi xuống trong ngoài hoàng cung. Những bông tuyết này rơi xuống như thổi bay cả thời gian, hoàng cung khổng lồ này, với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được đang nhanh chóng xuống cấp. Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy trong hoàng cung ở đằng xa, phong tượng tiên tổ duy nhất cao chọc trời liền có kim quang khoách tán ra. Kim quang này như hóa thành gợn sóng, hướng về bốn phía tràn tới, khiến những nơi nó đi qua hoàng cung giống như được kim quang bao phủ. Kim quang này chính là trận pháp mạnh nhất của hoàng cung, không cho phép bị phá hủy. Bên trong kim quang, trên đỉnh đầu của pho tượng ở đằng xa hình như có một người đang khoanh chân ngồi. Người này toàn thân mặc áo trắng, ánh mắt từ xa đối diện với ánh mắt vương lâm. Vương lâm, người mặc áo trắng kia chính là quốc sư lúc sắc phong miệng hắn nở một nụ cười hướng về phía vương lâm từng bước đi tới dưới từng bước chân đó cả hoàng cung như có trọng ảnh giống như là có một không gian khác trồng lên khiến cho quốc sư này khi hạ bước chân xuống đã đứng ở trên đỉnh đại điện cách phía trước vương lâm mấy trượng hắn đứng ở đó quần áo bị gió thổi tung lên ta đã chờ ngươi rất lâu rồi rốt cuộc ngươi cũng tới vương lâm ngẩng đầu nhìn quốc sư trên đại điện kia lúc này trên bầu trời Tiên Hoàng và Song Tử giao chiến phát ra tiếng ầm vang không ngừng, trong thời gian ngắn không thể chấm dứt. Trận chiến giữa những đại thiên tôn này rất khó phân thắng bại, nhưng Song Tử đại thiên tôn cũng đủ để vây khốn Tiên Hoàng, khiến cho hắn không thể ra tay với Vương Lâm. Ngoài Tiên Hoàng ra, bên trong hoàng cung này còn có một quốc sư, tu vi quỷ dị khó lường. Vương Lâm trầm mặc không mở miệng, mà giơ chân phải lên dẫm mạnh xuống đất. Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên động địa. Đám tu sĩ bốn phía lập tức tránh lui ra bọn họ không giống như tu sĩ cổ tộc cổ tộc không có bất cứ một tông môn gì chỉ có cổ tổ miếu và tam đại hoàng quốc gần như tuyệt đại bộ phận cư dân cổ tộc đều thuần phục hoàng quyền một cách điên cuồng ở tiên tộc sự tồn tại của hoàng quyền chỉ còn mang tính chất tượng trưng thế lực chân chính đó là nằm trong tay những đại thiên tôn và rất nhiều những tông phái lúc này đổi diện với vương lâm đã khiến cho họ sợ hãi bọn họ không chút do dự lập tức chọn cách tránh ra bước chân vương lâm hạ xuống mặt đất tan vỡ từng vết nứt lấy thân thể hắn làm trung tâm hướng về bốn phía mặt đất giống như là đang lột ra điên cuồng cuộn lên dưới sự chấn động này những vết nứt bị một cước của vương lâm gây ra nhất tề lao thẳng tới quốc sư ở trên đại điện những vết nứt giống như những con địa long gào thét trong nháy mắt tới gần quốc sư ở trên đại điện mỉm cười giơ tay phải lên vung về phía trước hết thảy tồn tại cũng đều thành có thể thành vô trong lúc tay phải hắn vung lên những cái khe trên mặt đất đại điện đang lan tới giống như là những vết thương khép miệng lại, trong nháy mắt biến mất không còn. Không tồn tại. Nữa, người ta gặp ở trên con phố kia không phải là ngươi. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn quốc sư kia, chậm rãi mở miệng. Người mà ngươi giết là ta, nhưng cũng không phải là ta. Quốc sư kia mỉm cười, nắm tay phải lại, chậm rãi duỗi ra. Chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn có một tiểu nhân phát ra bạch quang hiện ra. Tiểu nhân này sau khi xuất hiện lập tức hướng về phía quốc sư quỷ lại. Người đã từng tới đại hồn môn, đã gặp thuật này, hồn diễn đạo đạo diễn hồn này nhìn thì giống nhau nhưng thực tế lại khác nhau quốc sư vung tay phải lên lập tức tiểu nhân trong lòng bàn tay ngẩng mạnh đầu nhoáng một cái bay ra ở giữa không trung lập tức phóng đại lên trong nháy mắt đã hóa thành thân ảnh lớn như người thường lao thẳng tới vương lâm thân ảnh này cực nhanh dung hợp với thiên địa nhìn không rõ tung tích nhưng ngay khi nó tới gần vương lâm vương lâm bồng giơ tay phải lên giống như khi ở trên phố tùng về phía bên phải gợn sóng lóe lên ở trong lòng bàn tay hắn thân ảnh màu trắng kia bị túm lấy vuốt một cái tan vỡ tại sao vương lâm nhắm hai mắt lại một vài nhịp thở sau lại mớ ra sinh mạng đến từ động phủ giới người là người đầu tiên từ trong động phủ giới đi ra động phủ giới động phủ giới tiên tộc cũng được mà cổ tộc cũng thế có vô số động phủ giới thần thông mở ra động phủ giới trước đây không người nào có được toàn bộ tiên cương đại lục này bao gồm cả tiên tổ và cổ tổ cũng đều như vậy Mở ra động phủ giới, thần thông thuật sáng tạo ra một thế giới trên thực tế là chỉ có tộc ta mới có. Là tộc của ta, sau khi đi theo tiên tổ, đã đem thuật này truyền thụ ra ngoài, khiến cho những tông môn có tư cách ở trên Tiên Cương đại lục này đều có thể tự sáng tạo ra một động phủ giới. Vô số năm qua, vô số động phủ giới vì sự tồn tại của tộc ta mà đã cung cấp một lượng hương hỏa khổng lồ, đối với người ngoài cũng có một chút tác dụng, nhưng đối với tộc ta là có tác dụng lớn nhất. Chỉ cần hấp thụ những hương hỏa vốn là thuộc về tộc ta, như vậy sẽ trở thành tộc nhân ngoài tộc của tộc ta, nếu không còn hương hỏa thì sẽ phải chết. Hương hỏa là độc cũng là bổ. Điều này không có gì là quá bí ẩn, có lẽ ngươi cũng biết, nhưng chỉ có ngươi xuyên qua được hư vô, không hề dùng phương pháp chuyển thế mà lấy thân thể đến từ trong động phủ giới đi ra. Đây là chuyện không thể xảy ra, trong lịch sử của tộc ta chưa bao giờ xuất hiện. Hai mắt quốc sư lộ ra vẻ hưng phấn, nhìn chằm chằm Vương Lâm, vẻ hưng phấn trong mắt hắn càng ngày càng đậm. Có thể nói ngươi cũng giống như tộc ta không thuộc về tiên cương đại lục này cũng có thể nói ngươi được thần thông của tộc ta sáng tạo ra trên tiên cương đại lục này quốc sư kia trong lúc nói tay phải bấm quyết vung về phía trước chỉ thấy hoàng cung này vạn vẹo giống như là thay đổi không gian bầu trời tiêu tan mặt đất biến đổi ngay cả cung điện trong nháy mắt cũng biến mất vương lâm cảm nhận được rõ ràng chỗ mà hắn đang đứng không hề thay đổi nhưng không gian đã thay đổi hiển nhiên là ở trong hoàng cung này có người đã từng lấy đại thần thông thuật mở ra một không gian tương đồng khiến cho nơi này rõ ràng là ở trong hoàng cung nhưng thực tế lại là ở một thế giới khác đây là một đại điện mênh mông có những cây cột khổng lồ chống đỡ trên mỗi một cây cột đều có chín đám u hóa vần quanh chiếu sáng toàn bộ đại điện này vô số cây cột có vô số đám u hỏa ở ờ, bên trong những đám lửa này có những khuôn mặt đang nhắm mắt lúc ẩn lúc hiện ở đằng xa có một tế đàn như một ngọn núi quốc sư đứng ở trên tế đàn đó thân thể hắn không hề chuyển động Dường như ở không gian khác, tế đàn kia chính là đại điện của Hoàng Cung. Ở phía trước tế đàn có một cái ao lớn đỏ như máu. Ở bên trong có một người đang khoanh chân ngồi, người này chính là Minh Đạo Tôn. Hai mắt hắn nhắm nghiền, thần sắc dữ tợn, giống như đang phải chịu những sự thống khổ rất lớn. Toàn thân nổi đầy gân xanh, có một sự tang thương không nói nên lời bao phủ. Ở xung quanh tế đàn này có 9 cây cột vây quanh, trên mỗi cây cột đều có một sợi xích sắt màu nâu. Chúng nổi liền với nhau, lơ lửng ở phía trên tế ở chính giữa chín sợi xích này có một người người này toàn thân mặc trường sam có hoa văn cùng nhắm hai mắt toàn thân bị chín sợi xích kia xỏ qua hôn mê bất tỉnh người này chính là người điên tiên tổ mời tộc ta tới khi bố trí hoàng cung đã mở ra địa cung này tất cả cấu trúc của nơi này đều có liên hệ với kiến trúc của hoàng cung quốc sư mỉm cười nhìn vương lâm ánh mắt vương lâm nhìn người điên đang hôn mê sau khi trầm mặc một lát chậm rãi nói người và tiên hoàng dùng thủ đoạn bức bách ta phải tới đây là vì chuyện gì ngươi có muốn đạt được sức mạnh của tiên tổ không quốc sư kia nhìn vương lâm ánh mắt lộ ra một vẻ kỳ dị chậm rãi nói tiên tổ có sức mạnh vô thượng nếu ngươi đồng ý với ta một điều kiện thì ta có thể giúp cho ngươi có được truyền thừa của tiên tổ khiến cho ngươi trở thành đệ nhất nhân đương thời của tiên cương đại lục thần sắc của vương lâm vẫn lạnh như băng không bởi vậy mà động dung chỉ lạnh lùng nhìn quốc sư kia tiên hoàng đã chuẩn bị nhiều năm chính là vì phản tổ đại pháp Phản tổ đại pháp này, một khi thành công có thể khiến cho người khác có được tu vi của tiên tổ, trở thành tiên tổ thứ hai. Ta có thể giúp ngươi, trong khi tiên hoàng không phát hiện ra, cho ngươi có được tu vi này. Quốc sư liếm liếm môi, nhìn Vương Lâm, ngươi có được tư cách này, vì ngươi là người từ trong động phủ giới cung cấp hương hóa cho tộc ta đi ra, ngươi, ngươi không thể ra khỏi tổ thành, hoặc có lẽ, ngươi không thể ra khỏi hoàng cung. Vương Lâm cắt đứt lời nói của quốc sư, đột nhiên mở miệng sắc mặt quốc sư kia lập tức biến đổi lời nói dừng hẳn lại hai mắt lập tức lạnh như băng nhìn chằm chằm vương lâm vương lâm thần sắc như thường cũng nhìn lại hồi lâu sau quốc sư này nở nụ cười không sai tiên tổ rất mạnh vô cùng mạnh tộc ta chỉ có thể quy thuận mà tuyệt đại bộ phận hương hỏa đều cần phải qua thân thể của tộc nhân tộc ta luyện hóa sau đó mới dâng lên cho tiên tổ hơn nữa hắn đã để lại trên người của tộc nhân tộc ta phong ấn truyền thừa từ đời này qua đời khác tộc nhân tộc ta chẳng những vĩnh viễn không thể đi khỏi tổ thành mà ngay cả lời nói cũng phải cực kỳ cẩn thận mỗi một đời tiên hoàng đều có thể nắm giữ sinh tử của tộc ta hơn nữa tộc ta mỗi khi có người mạo hiểm rời khỏi chắc chắn sẽ phải chết không nghi ngờ gì lão tổ của đại hồn môn là thiên tài của tộc ta sau khi hắn rời đi cũng vẫn khó có thể thoát chết cho nên tộc ta đời đời phải trung thành với các đời tiên hoàng chuyện này ta phải thay đổi hơn nữa hôm nay đã có cơ hội để thay đổi Ta đã sớm biết khi ngươi từ trong động phủ giới đi ra, Tiên Hoàng vốn định giết ngươi, nhưng ta hiểu rõ đạo chân, tính cách hắn đa nghi, lại cực kỳ tàn nhẫn, cho nên ta đã nói ngươi sẽ gây nên họa lớn, tất phải trừ. Quả nhiên khi ta nói như vậy, hắn liền hoài nghi, cho nên lúc đầu khi ngươi đến tiên tộc, hắn không hề ra tay. Rồi sau đó ngươi trưởng thành quá nhanh, vượt ra ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng hắn lại có một ý định khác, đó là muốn mượn sức mạnh của ngươi, ở địa cung này thành toàn cho Minh đạo phản tổ đại pháp người mà hắn lựa chọn chính là minh đạo tôn còn người mà ta chọn chính là vương lâm ngươi cửu đế đối với tiên hoàng là một mối uy hiếp rất lớn trong tổ thành này hắn không muốn khiến cho cửu đế hoài nghi cho nên mới có yêu cầu sắc phong có một trận chém giết ở trên phố dài kia cảnh tượng sát lục của ngươi giáng xuống lại khiến cho hắn khiếp sợ cho nên mới dựa vào việc nắm giữ ký ức của liên đạo phi hôm nay mới có thể thành công đưa ngươi tới đây sở dĩ ta cũng rất mong muốn ngươi có thể đến địa cung này chính là bởi vì chỉ có ở chỗ này, chỉ khi có trận giao chiến giữa hai đại thiên tôn, ta mới có thể ở nơi này nói ra những lời này mà không bị hắn phát hiện. Quốc sư áo trắng kia sau khi nói xong, ánh mắt liền tập trung nhìn vào Vương Lâm. Chương 1884, tin ta một lần, là ta và Minh đạo tôn sao? Hoặc phải nói là cuối cùng người đạt được tu vi tiên tổ, mờ mịt trong hư vô sẽ là tiên hoàng hoặc quốc sư thì đúng hơn. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, trong lòng thầm nói: Vương Lâm tóc đen không hề bởi những lời nói của quốc sư, mà có chút dao động tâm tình. Hắn nhìn quốc sư trên tế đàn, thấy lời nói của đối phương thật giả khó lường, nhưng có một chút giúp Vương Lâm có thể xác định, truyền thừa này cũng không phải đơn giản như vậy. Không biết tại hạ phải phối hợp thế nào mới có thể đạt được tu vi của tiên tổ, như người nói. Mà tiên tổ nghe đồn đã mất tích, sinh tử không rõ, truyền thừa này sao lại phải tiến hành. Vương Lâm chậm rãi nói, nhìn về phía quốc sư, Việc này vốn rất phức tạp, nhưng hôm nay Tiên Hoàng đã chuẩn bị cực kỳ toàn diện. Hắn tìm được thiên tài minh đạo tôn của tiên tộc ta. Người này không có huyết mạch của tiên tổ đã có thể dựa vào thực lực trở thành đệ nhất nhân trong Dực Thiên Tôn. Nếu hắn có được huyết mạch của tiên tổ, thì tu vi có thể sẽ tăng bọt vô số lần. Với nỗi hận của hắn đối với ngươi, hóa thành chấp niệm muốn vượt qua rồi giết ngươi, có thể khiến người này ngưng tụ ra chấp niệm cường đại, lấy chấp niệm khiến hắn có được sinh cơ to lớn vô hạn. Vượt qua nỗi thống khổ khi phản tổ, thành công bức ra tất cả lực lượng huyết mạch trong thân thể, lột xác để có được tu vi giống như tiên tổ. Đến lúc đó hắn chính là tiên tổ đời thứ hai, mà tiên hoàng đã bày mưu trên người Minh đạo tôn, nhiều năm ta tới giờ vẫn không rõ tiên hoàng dùng thủ đoạn gì. Hắn rất tự tin có thể khống chế thành công Minh đạo tôn, cường đại sau khi phản tổ thành công. Ta cũng từng tính toán nhưng lại đều thấy mơ hồ, nhưng vẫn tính ra một chút, không ngoài chuyện khôi lỗi và đoạt xá. Trọng điểm của chuyện này chính là ao máu kia ngón tay quốc sư chỉ về minh đạo tôn đang ngồi khoanh chân trong ao nước phía trước vật này rất khó có được là do nhiều đời tiên hoàng chuẩn bị lúc này mới miễn cưỡng đặt yêu cầu có thể khiến khả năng phản cổ thành công cao hơn một chút nếu ngươi đồng ý đáp ứng yêu cầu của ta thì ta có thể tự mình chủ trì lần truyền thừa này khiến tu vi vốn phải là của minh đạo tôn chuyển rời sang người ngươi mà một khi ngươi đạt được tu vi như thế rồi thì lập tức sẽ trở thành đệ nhất nhân của tiên tộc trở thành tôn tại siêu việt đại thiên tôn đến lúc đó liên đạo phi ngươi chỉ cần nói một câu liền cứu được lời nói của quốc sư nhanh hẳn lên vội vàng mở miệng ngươi có yêu cầu gì vương lâm vẫn không nhanh không chậm như trước chậm rãi nói ta chỉ có một điều kiện ngươi sau khi đạt được tu vi của tiên tổ trở thành tiên tổ đời thứ hai thì có thể thay thế tiên tổ năm xưa giải khai phong ấn đối với tộc ta từ nay về sau khiến chúng ta tự do quốc sư nhìn chằm chằm về phía vương lâm hai mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị đến lúc đó tộc ta sẽ lựa chọn rời khỏi tiên cương đại lục này đi ra thiên ngoại trở lại cố hương của tộc ta còn về phần ngươi có thể trở thành đệ nhất nhân của tiên tộc hưởng thụ quyền thế vô hạn tái hiện lại sự huy hoàng của tiên tổ năm xưa ngươi nếu không tin ta có thể phát lời thề nếu vi phạm chuyện này thì ta sẽ phải hình thần câu diện quốc sư vừa nói tay phải vừa dơ lên tạo thành một ấn quyết quỷ dị án quyết này xuất hiện cũng là lúc quốc sư nói xong những lời này trở thành một đám ký hiệu phát ra u quang ngưng tụ lại một chỗ hình thành một đồ án phức tạp lơ lửng trên không trung sau đó hoàn toàn biến mất đây là thệ phù ở trên tiên cương đại lục này có pháp tắc tiên cương chứng kiến với tu vi của người có lẽ sẽ cảm nhận được thệ phù này là thật hay giả quốc sư nói nhanh vương lâm trầm mặc thời gian từ từ trôi qua khuôn mặt quốc sư lần đầu tiên lộ ra vẻ lo lắng vương lâm ta không hề có ác ý tất cả lời nói của ta đều là chân thật ngươi và ta không có cửu khích, ta cũng sẽ không hại ngươi. Ta chỉ muốn tộc nhân của ta có được một tương lai tự do mà thôi. Việc này ngươi coi như là giúp ta một lần đi, có được hay không? Chẳng có người nào muốn trở thành nô phó đời đời. Thậm chí cả hậu, nhân con cháu cùng đời đời kiếp kiếp làm kẻ hầu người hạ cho người khác. Cuộc sống như vậy ngươi có thể tưởng tượng được. Ngươi có thể thấy trẻ con của tộc ta, vừa mới ra đời đã gặp phải loại vận mệnh này. Loại chuyện này đã trải qua vô số ngàn năm, chúng ta muốn dãy ruộng, chúng ta muốn thoát ra, chúng ta muốn phá tan lồng giam này. Nhưng tộc ta không có lực lượng, không thể phản kháng. Vương Lâm, ngươi là hy vọng duy nhất của tộc ta. Giúp ta một lần đi. Lời nói của quốc sư lộ ra sự chân thành, sắc mặt lại càng tràn ngập vẻ bi ai lắng động qua năm tháng vô tận. Hai tay ôm quyền, đứng trên tế đàn hướng về Vương Lâm vái một cái thật sâu. Chẳng qua thần sắc Vương Lâm vẫn lạnh lùng như trước, không chút biến hóa. Hai mắt hắn lộ ra vẻ vô tình, hắn khi tóc đen đại biểu cho giết chóc và hủy diệt, dù là việc này có bi ai tới đâu cũng không thể khiến hắn động lòng chút nào. Càng huống chi chỉ có lời nói một phía. Vương Lâm căn bản không dễ dàng tin tưởng. Vương Lâm nhìn thoáng qua Minh Đạo Tôn đang lộ vẻ dãy ruộ trong ao dưới tế đàn. Nhận ra vẻ điên cuồng truyền ra từ thân thể hắn. Vật đó chính là trung tâm hương hỏa cung cấp, bởi tất cả động phủ giới trên tiên cương đại lục. Người có vật đó trong người thì không lúc nào không có hương hỏa lực truyền cho ngươi. Tiên tổ sinh ra trong hư vô, bất đồng với tộc ta hắn không thể dựa vào bản thân hấp thu cho nên muốn dùng thân thể tộc nhân của ta chuyển hóa thế gian này cũng có không ít người hấp thu hương hòa nhưng bọn hắn hấp thu cũng không tinh thuần sau khi hấp thu trên thực tế lại vì tộc ta mà cung cấp một tia mầm mống hương hòa nhưng ngươi lại bất đồng ngươi sinh ra trong động phủ giới cung cấp hương hòa vật ấy đối với ngươi mà nói không cần giống như tiên tổ cần tộc ta chuyển hóa linh hồn ngươi thân thể ngươi có thể trực tiếp hấp thu hai mắt quốc sư lộ ra vẻ quyết đoán, tay phải giơ lên vung về phía trước. Lập tức một viên tinh thạch màu đen bay thẳng về phía vương lâm. Tinh thạch này giống như bị cản lại trước mặt vương lâm, không thể tiến tới mà lơ lửng trong không trung, không hề nhúc nhích. Quốc sư trên tế đàn sau khi lấy tinh thạch này ra khỏi thân thể, cả người thoáng cái trở nên già nua, trông xuống dốc hẳn. Vật đó là mệnh tinh của tộc ta, sau khi mất đi thời gian của ta không còn nhiều lắm. Ta đưa vật này cho ngươi, hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta, giúp những đứa trẻ tộc ta một lần, để cho chúng có thể có được tự do, rời khỏi nơi này. Về lại cố hương, giọng nói của quốc sư lộ vẻ tăng thương, nhẹ giọng mở miệng. Vương Lâm trầm mặc trong chọc lát, tay phải giơ lên vung về phía tinh thạch trước người, lập tức thu hồi vật này, ngừng đầu nhìn quốc sư, gật đầu. Tại hạ không biết tiên cương thệ phù, chỉ biết huyết thệ. Vương Lâm vừa nói, tay phải vừa giơ lên, cắt một cái liền có một giọt máu tươi bay ra, trong giọt máu này ẩn chứa khí tức của Vương Lâm. Luồng khí tức này cực kỳ nồng đậm, nếu tan ra có thể hóa thành huyết vụ bao phủ nơi này, khiến người cảm ứng bằng khí tức trong khoảng thời gian ngắn không thể phân biệt rõ thật giả. Nếu lời ngươi nói là thật thì ta sẽ giúp ngươi một lần." Lời nói của Vương Lâm dung nhập vào trong giọt máu này, khiến giọt máu loay sáng, bị Vương Lâm búng một cái liền bay thẳng về phía Quốc sư, lơ lửng bất động phía trước hắn. Thần sắc Quốc sư lập tức trở nên kích động, nhìn thoáng qua giọt máu tươi trước người, hắn giơ một ngón tay chỉ về phía minh đạo tôn đang nhắm mắt trong ao nước nói rất nhanh đa tạ đạo hữu giờ phút này thời gian gấp gáp xin mời đạo hữu tiến vào trong ao nọ ta lập tức làm phép thừa dịp tiên hoàng còn bị vây khốn minh đạo tôn còn chưa thức tỉnh ta đưa truyền thừa của hắn chuyển sang người ngươi việc này sẽ thống khổ cần phải thay đổi huyết mạch khiến thân thể ngươi lưu chuyển máu huyết của tiên tổ nhưng xin đạo hữu đừng phản kháng một khi phản kháng thì công sức sẽ uổng phí cả vương đạo hữu thần sắc quốc sư lộ vẻ cực kỳ ngưng trọng hắn nhìn vương lâm ánh mắt lộ vẻ cảm kích vỏ cùng lại một lần nữa ôm quyền vái vương lâm một vái ân đức của đạo hữu tộc ta xin ghi khắc lão phu đại biểu cho tất cả tộc nhân trên tiên cương đại lục vái ta ơn đạo hữu thần sắc vương lâm lạnh lùng chậm rãi đi về phía cái ao nhưng ngay trong tích tắc khi tới gần cái ao hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt quốc sư ánh mắt quốc sư vẫn cảm kích như trước ánh mắt nhìn về phía vương lâm lộ ra vẻ mệt mói và tử khí theo như lời hắn nói mất đi tinh thạch thời gian còn sống của hắn không nhiều ta muốn cứu liên đạo phi trước vương lâm chậm rãi nói quốc sư cười khổ nhìn thoáng qua liên đạo phi đang bị chín sợi xích khóa cứng lắc đầu thở dài vương đạo hữu lão phù không muốn lừa ngươi xích sắt trên người liên đạo phi là do tiên hoàng bố trí ta không thể mở ra một khi đụng tới thì hắn dù đang giao chiến với song tử đại thiên tôn nhưng cũng lập tức phát hiện ra mà lão phu thật sự cũng không mở được nhưng nếu ngươi đạt được lực lượng của tiên tổ rồi thì tất cả đều có thể giải quyết tin ta một lần đạo hữu tin ta một lần ta lấy tính mạng và tương lai của tất cả tộc nhân tộc ta cam đoan với ngươi tin ta đi thần sắc quốc sư cực kỳ chân thành hắn trả giá bằng tính mạng cũng chỉ vì muốn vương lâm tin hắn một lần vương lâm liếc nhìn quốc sư một cái trầm mặc trong chốc lát liền gật đầu cất bước đi vào trong ao nước nhưng ngay trong tích tắc khi chân phải hắn hạ xuống, xâm nhập vào trong nước ao màu máu, chân phải vương lâm trong nước ao lại khẽ chuyển động rất nhỏ một cái. Động tác này rất nhẹ, hơn nữa bởi mặt nước khi chân hắn tiến vào sinh, ra rung động che đi khiến người ngoài không thể phát hiện ra. Từ trong chân phải vương lâm lan ra một tia khí tức sắt lục. Luồng khí tức vừa xuất hiện này lập tức lan theo nước áo. Lao thẳng tới minh đạo tôn thần sắc giữ tợn đang nhắm nghiền đôi mắt, trong nháy mắt chui vào trong cơ thể minh đạo tôn. Quốc sư trên tế đàn trong lòng cực kỳ kích động. Hắn nhìn Vương Lâm bước vào trong nước ao, lập tức hai giờ lên bắt quyết, vận chuyển một tia sinh cơ còn lại trong cơ thể, đang muốn hóa thành bí thuật thi triển ra. Nhưng vào lúc này, đột nhiên địa cung trong nháy mắt liền lạnh hẳn. Chỉ thấy Minh đạo tôn trong nước ao mở bừng đôi mắt vẫn đóng chặt, trong ánh mắt lộ vẻ mê mang trong tích tắc, sau đó liền hiện lên vẻ điên cuồng ngập trời. Sự lạnh lẽo của địa cung là từ thân thể hắn khuếch tán ra, cũng trong nháy mắt khi hắn mở mắt, nước ao dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, nhanh chóng đóng băng. Chương 1885, Tiên Lô Hóa Sơn. Giống. Minh đạo tôn ngửa đầu gầm thét, thân thể hắn từ trong nước ao đã kết thành băng, trong tiếng răng rắc liền đứng dậy. Mái tóc hắn trong nháy mắt nhanh chóng dài ra, phút chốc đã vượt qua chiều dài thân thể hắn, phủ lên trên mặt nước đã đóng băng. Hắn quay phát đầu, lập tức nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, lộ ra sát khí điên cuồng. Thay đổi đột ngột này khiến cho quốc sư sửng sốt, nhưng không đợi hắn mở miệng thì chân phải vương lâm trong nháy mắt khi minh đạo tôn thức tỉnh nước ao đóng băng lập tức thu hồi hai mắt lộ ra vẻ giết chóc lạnh lùng lui lại phía sau nhìn về phía quốc sư người không ngờ dám lừa ta chuyện này quốc sư đang muốn giải thích thì minh đạo tôn đã điên cuồng gầm vang địa cung chỉ thấy thân thể minh đạo tôn nhoáng một cái liền giống như một con mãnh thú gầm thét lao thẳng về phía vương lâm người nếu không đưa ra một giải thích hợp lý thì giao dịch vừa rồi coi như xóa bỏ thần sắc vương lâm âm trầm, giống như cực kỳ phẫn nộ, đối mặt với minh đạo tôn đang vọt tới, tay phải giơ lên, bỗng nhiên vung về phía trước. Động tác này khiến khí thức sát lục và mặc diệt trong cơ thể vương lâm biến ảo ra, hình thành một vùng mây đen bay thẳng tới minh đạo tôn. Nhưng ngay trong nháy mắt khi tới gần, minh đạo tôn này liền gầm giống. Đôi mắt lộ vẻ điên cuồng, tay trái giơ về phía trước, điểm một chỉ. Lập tức chín luồng thanh khí đột nhiên xuất hiện, vườn quanh ngủ chi, sau khi vườn quanh chín vòng liền bay ra va chạm với mây đen do thần thông của vương lâm biến thành kia tiếng ầm ầm vang vọng chín vòng tròn khói màu xanh kia bộc phát ra một luống hỏa bồn nguyên lực tinh thuần cực điểm mỗi một vòng tròn lại hừng hực thiêu đốt mây đen quốc sư trên tế đàn nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt ánh mắt lộ vẻ suy tư hắn lập tức đoán ra việc này có lẽ liên quan tới vương lâm nhưng hắn không dám chắc cũng có khả năng chỉ là do vương lâm xuất hiện khiến minh đạo tôn bị kích thích cho nên sớm tỉnh lại vừa suy tư, tay phải hắn vừa vung lên. Chỉ thấy bên trong bàn tay hắn có một người tí hon màu trắng biến ảo ra, trong nháy mắt đang chuẩn bị hướng về phía hắn vái một cái, thì Minh Đạo Tôn đang giao chiến với Vương Lâm, trong tiếng ẩm vang khi vòng khói đụng chạm với mây đen. Thân thể liền cuốn đi, lao thẳng về phía quốc sư. Thân thể Vương Lâm cũng lui lại phía sau. Lui liên tiếp mấy bước liền ngừng phát đầu. Nhìn chằm chằm về phía Minh Đạo Tôn bị cuốn về hướng quốc sư. Hai mắt lóe lên sát khí, cả người tiến về phía trước hắc y bên ngoài thân thể ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số hắc khí lượn quanh, khiến cả người Vương Lâm giống như trở thành một đám mây đen lớn, bay thẳng về phía người điên đang bị xích bởi chín sợi xích trên tế đàn. Người giết hắn, hoặc là chế phục hắn, giao dịch của chúng ta còn có thể tiến hành. Giọng nói của Vương Lâm từ bên trong hắc vụ truyền ra, đồng thời huyết thệ của Vương Lâm trước người quốc sư ầm ầm nổ tung. Máu tươi này nổ tung lập tức hình thành một mảnh huyết vụ lớn, bao phủ toàn bộ tế đàn tràn ngập bốn phía quanh người quốc sư huyết vụ đột nhiên nổ tung khiến quốc sư lập tức có khí tức của vương lâm luồng khí tức này cực kỳ nồng đậm khiến người dựa vào khí tức mà cảm ứng rất khó phân biệt được thật giả nhất là vương lâm tóc đen lúc này lại dung nhập vào trong sương mù sau khi thu liễm toàn bộ khí tức liền khiến cho minh đạo tôn đã mất đi thần trí trở nên điên cuồng bị cuốn đi lập tức cảm nhận được luồng khí tức khiến hắn hận thấu xương ở trên người quốc sư trong huyết vụ hắn không chút do dự lập tức thay đổi mục tiêu giết chóc hai mắt đỏ hồng điên cuồng vừa gầm nhẹ vừa lao thẳng về phía quốc sư minh đạo tôn lao tới mang theo tiếng gầm giống cắn đứt sự tính toán của quốc sư hắn ngẩng đầu lên ở bên trong huyết vụ biến ảo ra không cần phải tính toán cũng đã đoán được đáp án thần sắc âm độc ánh mắt lóe lên người tí hon trong bàn tay lập tức bay ra trong nháy mắt hóa thành một người lớn như người bình thường điểm một chỉ về phía minh đạo tôn tới cuối cùng vương lâm vẫn không tin tưởng lời nói của quốc sư sở dĩ hắn vừa rồi nói vậy với đối phương là vì nghĩ cách muốn cùng người điên quốc sư này có lực lượng cực kỳ kỳ dị nếu hắn ra tay ngăn cản thì vương lâm rất khó có thể cứu người cho nên hắn trong lúc nói với đối phương đầu tiên là phán đoán ra minh đạo tôn đã thật sự mất đi thần trí sau đó lại dùng huyết hệ ngưng tụ ra khí tức của bản thân loại chuyện này hắn cũng không sợ đối phương nghi ngờ vốn huyết hệ phải ẩn chứa khí tức đợi thời gian trôi qua khi quốc sư mấy lần lộ ra vẻ lo lắng Vương Lâm mới dùng thể huyết bắn tới trước người đối phương, không để cho đối phương có cơ hội suy nghĩ, lập tức phải đồng ý cá. Bởi quốc sư đang lo lắng, hơn nữa đợi đã lâu, nên khi thấy Vương Lâm đồng ý căn bản không ngờ bên trong máu của đối phương có vấn đề. Hắn cũng không suy tính vấn đề này mà bị Vương Lâm đánh lạc hướng. Âm thầm hoàn thành tất cả mọi chuyện, trong nháy mắt sau khi Minh đạo tôn bị Vương Lâm đánh thức, cảnh tượng lúc này liền được thể hiện ra. Cái gì mà truyền thừa của tiên tổ gì mà giải thoát bộ tộc quốc sư khỏi giam cầm vương lâm không chút hứng thú vương lâm tóc đen này là do sát lục và hủy diệt ngưng tụ sao lại có thể tồn tại tâm tư này thứ duy nhất còn tồn tại trong hắn là chấp nhiệm cần cứu người điên mà bản thân hắn khi tóc bạc lưu lại hắc vụ bên ngoài thân thể trong lúc quốc sư đang buộc phải đánh với minh đạo tôn liền lao thẳng tới chín sợi xích sắt trên tế đàn trong nháy mắt khi tới gần hắc vụ bao phủ tám phương trong tích tắc đang muốn cứu người điên thì đột nhiên trên người người điên có kim quang ngập trời tỏa ra kim quang này hoàn toàn giống với kim quang lúc trước lan ra từ pho tượng tiên tổ trong hoàng cung dưới kim quang này một luồng lực lượng khiến vương lâm chấn động tâm thần truyền tới với lực lượng sát lục và hủy diệt của hắn lúc này luồng lực lượng từ kim quang lan ra trong nháy mắt va chạm với hắc vụ do vương lâm biến thành làm cho hắc vụ trong nháy mắt tiêu tán phạm vi lớn cũng lập tức hóa thành những sợi tơ ngưng tụ lại bước ra thân ảnh của vương lâm tóc đen trong ánh kim quang này, toàn thân Vương Lâm tóc đen bị bao phủ bởi hắc khí. Vừa xuất hiện lập tức vang lên tiếng xèo xèo, tan thành mây khói. Một cảm giác đau đớn từ tâm linh hồn tràn ngập toàn thân hắn, khiến Vương Lâm không thể tới gần người điên. Thân thể hắn bỗng nhiên thụt lùi lại, trong kim quang này mái tóc nhanh chóng đổi màu. Sau khi lui lại hơn 10 trượng, mái tóc đen liền tiêu tán, bị tóc bạc thay thế. Luồng lực lượng này bất ngờ bức Vương Lâm tóc đen hủy diệt giết chóc trở lại bản thể. Mặc dù đã không còn hắc ám, trở lại thành tóc bạc nhưng Vương Lâm vẫn bị luồng kim quang này bài xích như trước âm âm truyền vào trong cơ thể khiến hắn phun ra một ngụ máu tươi đồng tử trong hai mắt Vương Lâm có rút lại lùi lại phía sau trong ánh mắt nhìn về xích sắt bên ngoài thân thể người điên lộ ra vẻ kinh hãi đó là lực lượng huyết mạch của Tiên tổ sao người Tiên hoàng lựa chọn rốt cục là Minh đạo tôn hay là đệ đệ liên đạo phi của hắn trong lúc Vương Lâm lùi về phía sau quốc sư ở tế đàn phía dưới điểm một chỉ lên người Minh đạo tôn khiến thân thể hắn lui lại nhưng minh đạo tôn lui lại phía sau liền ngửa mặt lên trời gầm thét da thịt bên ngoài thân thể hư thối với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy rời khỏi cơ thể hắn những vết thương lớn lập tức xuất hiện từng luồng ánh sáng màu vàng từ trong cơ thể hắn theo vết thương và chỗ thối nát bay ra bên ngoài thân thể hắn lúc này bị kim quang bao phủ lại bộc phát ra một luồng lực lượng không thua gì luồng lực lượng vừa bức vương lâm phải chuyển hóa từ tóc đen thành tóc bạc luồng lực lượng này xuất hiện lập tức khiến vương lâm có chút hoài nghi với phán đoán vừa rồi. Người điên và minh đạo tôn. Người nào mới là người được tiên hoàng chọn? Vương Lâm, ngươi động vào xích sắt đó. Tiên hoàng đã biết rồi. Hắn lúc nào cũng có thể tới đây. Ngươi và ta mau chóng liên thủ, chấn áp minh đạo tôn này. Ta sẽ làm phép chuyển rời lực lượng phản tổ của hắn cho ngươi. Sắc mặt quốc sư tái nhợt. Hắn sau khi mất đi tinh thạch, tính mạng chỉ còn thời gian ngắn, giờ phút này giọng nói đầy lo lắng, không thèm để ý tới việc vừa rồi vương lâm lừa hắn toàn thân minh đạo tôn, tỏa ra kim quang nhưng sự thối nát trên thân thể không hề dừng lại, ngược lại trong kim quang này lại càng kịch liệt. Từng khối thịt vụn bị bóc ra, khiến thần sắc hắn lộ vẻ thống khổ vô cùng, vừa rít gào hai mắt vừa mờ đục. Trong đó chỉ có sự điên cuồng, ngẩng phát đầu gầm lên, lao về phía Vương Lâm. Hắn đến gần, không thi triển bất cứ thần thông gì, kim quang trên người hắn lan ra chính là thần thông và pháp bảo tốt nhất. Hắn vọt tới khiến Vương Lâm cảm thấy như có một mặt trời thiêu đốt từ trên trời giáng xuống muốn hoàn toàn hủy diệt bản thân. Thần sắc biến hóa lui lại phía sau. Hồn khải trong nháy mắt bao phủ toàn thân Vương Lâm. Hai tay hắn bắt quyết, triển khai toàn bộ lực lượng, cũng ngưng tụ lực lượng thân thể, tay trái tràn ngập thần thông tàn dạ, tay phải một trường một quyền, thi triển đạo cổ vô tiên thuật. Hai loại thần thông cực mạnh của hắn trong tích tắc này hoàn toàn triển khai ra, ầm ầm đánh về phía Minh Đạo Tôn. Cùng lúc đó, thân thể quốc sư cũng nhảy lên, lần đầu rời khỏi tế đàn. Ở giữa không trung, trong lòng bàn tay phải bất ngờ xuất hiện chín thân ảnh tỏa ra ánh sáng trắng chín thân ảnh này đồng loạt biến ảo ra trở thành lớn như chân thân song liền hóa thành chín chi nhắm về phía minh đạo tôn tiếng ẩm vang quanh quẩn trong không gian không đợi vương lâm nhìn thấy kết quả bên tai đột nhiên vang lên tiếng gầm nhẹ để phẫn nộ tiếng gầm nọ trầm trầm giống như từ ngoài địa cung truyền tới chỉ thấy cả địa cung bỗng dung chuyển kịch liệt đỉnh của địa cung ẩm ẩm sụp đổ một chương ấn màu vàng khổng lồ đánh tan không gian đánh tan hư vô từ trên bầu trời của hoàng cung trực tiếp giáng xuống. Thượng Huyền Đạo, ngươi dám phản ta? Trong trưởng ấn màu vàng nọ ẩn chứa lực lượng hủy diệt thuộc về Đại Thiên Tôn. Luồng lực lượng này sau khi tiến vào địa cung liền lập tức hấp thu kim quang lan ra từ thân thể Minh Đạo Tôn và người. Điên, ngưng tụ lại khiến uy lực bạo tăng vô số lần. Giáng xuống khiến cả địa cung run rẩy. Sắc mặt quốc sư trong nháy mắt liền tái nhợt. Trưởng ấn này đánh xuống, hắn lập tức hét lên một tiếng. Vương Lâm, vào trong ao. Vừa kịp nói một câu này, thân thể hắn đã nhoáng lên, lao thẳng vào trong ao. Vương Lâm hơi do dự một chút, cắn răng lao xuống ao nước. Trong nháy mắt khi thân thể hắn rơi vào trong ao, không biết quốc sư này thi triển thần thông gì mà khiến cả ao nước sôi trào, hóa thành một dòng xoáy cuốn động không gian ầm ầm sụp đổ. Ở dưới địa cung này lại còn có một không gian tồn tại. Bầu trời là màu máu giống như màu của ao máu kia. Giờ phút này bầu trời nứt ra một lỗ hổng, có rất nhiều sóng máu cuốn động. Vương Lâm và quốc sư kia từ trên bầu trời rơi xuống. Trưởng ấn màu vàng kim kia, còn cả thân ảnh Minh Đạo Tôn cũng theo sát phía sau. Trên mặt đất có sáu ngọn núi kỳ dị. Trong đó có một ngọn núi được khắc thành hình một đầu lâu. Hình dạng dữ tợn nhìn lên bầu trời. Tướng mạo hắn bất ngờ lại là tiên tổ. Đầu lâu hóa sơn. Chương 1886, tiên sơn. Thần sắc vương lâm ngưng trọng, thân thể từ trên lồ hồng trên bầu trời hạ xuống, thoáng một cái liền hóa thành một đạo cầu vòng lao thẳng về phía xa xa, đứng trên đỉnh một trong chín ngọn núi kia, ngẩng phát đầu nhìn bầu trời. Chỉ thấy động tác quốc sư cũng giống hệt vương lâm, nhoáng lên một cái, thân ảnh liền hiện ra trên một đỉnh núi khác. Trên bầu trời, trưởng ấn màu vàng kim khổng lồ ầm ầm đánh tới, trong nháy mắt đã thay thế tất cả mọi vật, khiến cho bầu trời trở thành màu vàng, giống như một biển lửa màu vàng kim đang bốc cháy. Nhưng ngay lúc trưởng ấn màu vàng kim này đánh tới, đột nhiên trong lúc này, mặt đất của không gian này bỗng nhiên chấn động. Chỉ thấy ngọn núi có hình dáng cái đầu của tiên tổ, kia đôi mắt lập tức có kim quang lóe lên. Ngay sau đó, trường ấn tràn ngập không trung đang giáng xuống giống như bị một lực lượng hấp dẫn. Trong nháy mắt khi hạ xuống dường như bị hòa tan, bất ngờ chia làm hai phần, bị hai mắt của ngọn núi hình đầu tiên tổ nhanh chóng hấp thu. Trong nháy mắt trưởng ấn màu vàng kim kia liền biến mất. Tiếng gầm giận dữ mơ hồ truyền tới từ bầu trời. Giọng nói đó thuộc về tiên hoàng, tiếng gầm giống như bị tầng tầng không gian ngăn cách nhưng rất nhanh liền to lên, trở nên rõ ràng. Dường như tiên hoàng đã bỏ mặc tất cả mà chạy tới nơi này vậy. Nhưng ngay sau đó, tiếng giống giận bỗng nhiên bị thay thế bởi tiếng kêu thanh thúy của hai cô bé. Hiển nhiên hành động của tiên hoàng đã bị song tử đại thiên tôn ngăn cản. Vương lâm, tiên hoàng đã bị ngăn cản. Nhưng hắn lúc nào có thể tới đây? Thời gian của chúng ta không nhiều đâu. Trước tiên đồng loạt ra tay, chế phục minh đạo tôn này đã, nhanh lên, sau khi chế phục xong ta sẽ thi triển thần thông đưa truyền thừa của hắn sang người ngươi sắc mặt quốc sư tái nhợt thở hồng hộc hiển nhiên là tính mạng đã tới những giây phút cuối cùng giờ phút này vội la lên trong khi hắn nói trên bầu trời tuy không còn trường ấn màu vàng nhưng lại hiển lộ ra thân ảnh của minh đạo tôn toàn thân minh đạo tôn bị thối giữa càng nhiều dưới da thịt lộ ra xương cốt màu đen nhưng trong cơ thể hắn lại vẫn có kim quang lan ra như trước kim quang này giống như đang ăn mòn thân thể hắn khiến cho minh đạo tôn không ngừng gầm thét thống khổ trên bầu trời lúc này bởi vì vừa rồi bị quốc sư mở ra ao máu nên một lỗ hổng đang lộ ra rất nhiều máu tươi tràn ngập không gian như nước mưa ào áo chút xuống máu tươi rơi lên chính ngọn núi dưới mặt đất rơi lên mặt đất nhanh chóng tràn ngập nơi này dường như vô cùng vô tận vậy dưới mưa máu tầm tã minh đạo tôn ngửa mặt lên trời gầm thét cúi đầu xuống hai mắt mờ đục lộ ra vẻ điên cuồng và giết chóc nhìn chằm chằm vào vương lâm gào thét lao tới Tốc độ của hắn cực nhanh, hóa thành một vùng tàn ảnh, mang theo uy áp bức người, trong phút chốc đã tới gần ngọn núi nơi Vương Lâm đang đứng. Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rụt lại, hầu như trong nháy mắt khi một tới gần, thân thể liền lui lại phía sau mấy bước, bất ngờ có 91 tàn ảnh biến ảo ra. Tiếng ầm vang truyền ra kinh động thiên địa. Minh đạo tôn kia không hề thi triển bất cứ thần thông nào, chỉ húc thẳng vào ngọn núi, đất rung núi chuyển, nếu đổi lại là bất cứ ngọn núi tầm thường nào khác thì nhất định sẽ sụp đổ. Nhưng ngọn núi này sau khi dung chuyển kịch liệt liền rơi ra một lượng lớn đá vụn, không hề có dấu hiệu sụp đổ, thậm chí cả những cái khe sâu cũng không hề xuất hiện. 91 thân ảnh của Vương Lâm, trong khi Minh Đạo Tôn điên cuồng đánh vào ngọn núi lập tức tan nát hơn, 70 thân ảnh. Nhưng những thân ảnh còn lại ở phía xa xa liền dung hợp lại, hóa thành bản thể của Vương Lâm. Thần sắc hắn tỉnh táo, trong khi lui lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngọn núi kia, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Đây là núi gì chứ? Nơi này là địa phương nào? Lời nói của Vương Lâm vừa thốt ra, giống như đang hỏi quốc sư. Đây là cửu tọa tiên sơn của tiên tộc từ vạn cổ, bảo vệ tiên tộc, chấn áp 70 sinh linh trên 72 châu của tiên tộc. Các đời tiên hoàng đều có thể dùng lực lượng huyết mạch truyền thừa danh hiệu bát cực, tại đây. Nơi này cũng chính là cấm cung dưới địa cung của Hoàng Cung, cũng chính thức là nơi tiên tổ bế quan. Quốc sư không cần nghĩ ngợi, lập tức đáp lời, vương lâm ra tay đi ánh mắt quốc sư lóe lên thân thể lập tức từ trên ngọn núi bay ra lao thẳng về phía minh đạo tôn vừa tiến tới tay phải vừa vung lên lập tức trong lòng bàn tay hắn có một người tí hon màu trắng hiện ra ở bên ngoài cơ thể liền lập tức hóa thành lớn như chân thân cùng lao tới minh đạo tôn đâm vào ngọn núi khiến ngọn núi rung chuyển xong liền ngẩng đầu phát ra tiếng gầm thét điên cuồng hắn giống như không quan tâm tới quốc sư lại một lần nữa lao tới vương lâm tất cả mọi vật trong hư vô bởi có nhân tồn tại cho nên mới có thể tồn tại. Thân ảnh từ ánh sáng trắng trước người quốc sư cất bước một cái liền biến mất, lúc xuất hiện bất ngờ đã ở trước người Minh Đạo Tôn. Hóa thành một chi. Trong hư không điểm về phía Minh Đạo Tôn. Trong nháy mắt khi một chi này điểm tới, bên ngoài thân thể Minh Đạo Tôn xuất hiện vô số sóng gợn. Sóng gợn này giống như dây chói, vặn vẹo quấn quanh thân hình Minh Đạo Tôn, khiến cho xu thế đang lao tới của hắn lập tức bị sững lại. Ánh mắt vương lâm lóe lên, kim quang trên cơ thể minh đạo tôn này quá mạnh mẽ lực lượng ẩn chứa trong đó vương lâm cực kỳ kiêng kỵ giờ phút này thấy quốc sư ra tay liền hơi do dự một chút lập tức thay đổi phương hướng lao thẳng về phía minh đạo tôn khi tới gần tay phải hắn giơ lên nhất thời biến ảo ra tàn dạ mặt đất biến thành nước biển bầu trời đen tối xa xa là ánh mặt trời ban mai đang dâng lên tỏa ra ánh sáng vạn trượng tín thuật này được vương lâm thi triển bộc phát ra lực lượng cực kỳ cường đại dung hợp với ánh ban mai đang xé tan màn đêm lao thẳng tới Minh đạo tôn đang bị vây khốn. Cùng lúc đó, sắc mặt quốc sư tái nhợt, cắn đầu lưỡi, dựa vào tính mạng giống như đèn dầu sắp cạn, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi của hắn sau khi xuất hiện lập tức ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành một huyết nhân. Huyết nhân này ngửa mặt lên trời gầm thét, thần sắc dữ tợn hóa thành một vùng huyết ảnh lao về phía Minh đạo tôn. Vương Lâm, quốc sư, hai người đồng thời ra tay, triển khai thần thông mạnh nhất vây công Minh đạo tôn. Thân thể Minh đạo tôn cũng không cường hãn như vậy nhưng kim quang trong cơ thể hắn lại không gì phá nổi, cũng có thể thay thế tất cả thần thông pháp bảo, đủ để bức lui bất luận kẻ nào, không cho tới gần. Giống như một ngọn lửa, nếu có thiêu thân bay tới thì một là bị đánh bật trở lại, hai là nhất định khiến đối phương bị đốt cháy. Nhưng ngay lúc huyết nhân và tàn dạ của Vương Lâm tới gần Minh Đạo Tôn, chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời gầm giống, thần sắc thống khổ dường như đã đạt tới đỉnh điểm. Huyết nhục bên ngoài thân thể thối giữa đã hơn một nửa, bị thân thể ẩm ẩm chấn động liền sụp đổ loại sụp đổ này là cốt nhục chia lìa. Chỉ thấy hơn phân nửa huyết nhục trên người Minh Đạo Tôn toàn bộ nổ tung, tản ra tám hướng, cuốn đi tạo thành một lực lượng trùng kích. Huyết nhân đứng mũi chịu sào, dưới lực lượng khi huyết nhục trên người Minh Đạo Tôn tán đi liền ầm ầm tan nát. Tiếng ầm vang truyền khắp thiên địa. Huyết nhân phát ra một tiếng kêu thê lương, thân thể đã bị rất nhiều huyết nhục của Minh Đạo Tôn xuyên thấu, không kịp tới gần thì đã tan thành mây khói. Trong huyết nhục này ẩn chứa lực lượng của tiên tổ, có thể so với hết thảy thần thông, vương lâm biến sắc thân thể vội vàng lui lại phía sau lực lượng tàn dạ đánh sâu vào đám huyết nhục đang văng ra khiến chúng tiêu tán trong phạm vi lớn nhưng vẫn có một chút huyết nhục xuyên qua ánh sáng do tàn dạ sinh ra tới gần vương lâm hắn né tránh nhưng vẫn có ba khối đánh vào thân thể phân biệt là ngực đùi phải và cánh tay trái đau đớn truyền tới ba vị trí này lập tức tỏa ra kim quang giống như muốn đốt cháy thân thể vương lâm vậy hắn thức tỉnh sớm hấy thu chưa đủ huyết mạch của tiên tổ, cho nên gặp phải biến hóa như vậy. Một khi toàn bộ huyết nhục của hắn bị bóc ra thì đến xương cốt tan nát. Nếu hắn có thể kiên trì tới sau khi xương cốt tan nát, được kim quang kia ngưng tụ lại thân thể một lần nữa, thì lúc đó hắn hoàn thành phản tổ đại pháp. Vương Lâm, chúng ta không nên nương tay nữa. Triển khai toàn bộ thần thông, trước khi hắn thành công hoàn thành phản tổ đại pháp hoặc tử vong mà chế phục hắn. Như thế thì ta mới có biện pháp chuyển rời truyền thừa của tiên tổ sang ngươi. Giọng nói của quốc sư lộ vẻ suy yếu và lo lắng, thân thể nhoáng lên, hai tay đồng thời giơ lên. Chỉ thấy những người tí hon lóe sáng từ lòng bàn tay hắn không ngừng huyễn hóa ra. Hắn cũng cắn lưỡi một lần nữa. Trong tiếng gầm nhẹ, toàn thân héo rũ, giống như sắp chết vậy. Sau khi phun ra một ngụm máu tươi liền hóa thành một huyết nhân, tất cả những thân ảnh lóe sáng xung quanh liền đồng loạt dung nhập vào thân thể huyết nhân này, khiến cho huyết nhân bộc phát ra một uy áp cực kỳ cường đại. Hắn mở bừng đôi mắt, bên trong không có vẻ giữ tợn mà vô cùng bình tĩnh, lao thẳng về phía minh đạo tôn. Thân thể quốc sư run lên, hơi thở rồn rập, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Trên thân thể của hắn lúc này đã mơ hồ bị tử vong bao trùm. Thấy quốc sư như vậy, vương lâm cắn răng một cái, toàn lực kích thích thiên ngưu hồn khải tới đỉnh điểm, mái tóc không gió mà tung bay. Lực lượng đạo cổ trong cơ thể dung hợp với tu vi, cất bước hướng về phía minh đạo tôn, đánh tới một quyền. Một quyền này là lực lượng đỉnh phong của Vương Lâm lúc này, vừa đánh ra liền có 99 đạo hư ảnh biến ảo ra, ngưng tụ lại làm một, hóa thành chân thân của Thiên Ngưu, đánh về phía Minh Đạo Tôn. Thân thể Minh Đạo Tôn run rẩy, thân hình như khô cốt, bên ngoài còn không nhiều huyết nhục nhưng lúc này huyết nhục lại nổ tung một lần nữa, quét về bốn phía. Thân thể Minh Đạo Tôn lúc này hoàn toàn chỉ còn xương cốt, xương cốt hắn đen kịt, nhưng trong thân thể hắn lại có một quần sáng màu vàng kim cỡ nắm tay, tỏa ra kim quang vô tận. Quần sáng này chính là truyền thừa của tiên tổ mà hắn nhận được. Lực lượng của huyết nhục cuốn tới không thể ngăn cản được huyết nhân, do quốc sư dùng tính mạng ngưng tụ và thần thông của vương lâm biến thành thiên. Ngưu trong tiếng ẩm vang liền đánh tới, khiến minh đạo tôn giống như không thể thừa nhận nổi. Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm giống truyền vào linh hồn vang lên, từ trong cơ thể minh đạo tôn vang vọng thiên địa. Ta không cam lòng. Thần niệm này trong nháy mắt truyền ra, hai hốc mắt trống rỗng trên đầu lâu minh đạo tôn, có hai luồng hóa diễm màu vàng thiêu đốt, nhưng trong nháy mắt liền có dấu hiệu bị dập tắt. Xương cốt trên người hắn nhất thời xuất hiện những cái khe, trong nháy mắt liền nát bấy. Trong nháy mắt khi xương cốt nát bấy, một luồng lực trùng kích không thể hình dung nổi từ vị trí của hắn âm ầm cuốn ra bốn phía. Luồng lực lượng này cường đại khiến Vương Lâm cảm thấy nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Cách đó không xa, trong chớp mắt hai mắt của quốc sư vốn ảm đạm liền lộ ra ánh sáng, ẩn chứa vẻ kích động không thể hình dung nổi triển khai chút sinh mạng cuối cùng, thân thể ầm ầm tan nát. Một đạo u quang từ cơ thể hắn bay ra, lao thẳng tới Minh Đạo Tôn. Chương 1887, Hắn, Liên Vân Quyết. Lực tấn công của những khớp xương của Minh Đạo Tôn, nổ tung kia ngay khi cuốn tới Quốc Sư, còn có một phần lớn lao tới tấn công Vương Lâm. Từ xa nhìn lại, những khớp xương này vỡ tung hóa thành một cơn lốc, giống như là mở miệng nhằm về phía Vương Lâm, điên cuồng cắn nuốt. Lực tấn công này ẩn chứa sức mạnh của tiên tổ gây nên cho vương lâm một nguy cơ sinh tử hắn không thể né tránh lại càng rất khó có thể chống lại nhưng hai mắt vương lâm lộ ra một vẻ quyết đoán trong thời khắc mấu chốt này hắn không chút do dự giơ tay phải lên gầm nhẹ một tiếng thiên ngưu hồn vỡ thiên ngưu hồn khải đã theo vương lâm nhiều năm trong khoảnh khắc này ầm ầm tan vỡ lực tấn công hướng về bốn phía quét ngang ra hóa thành một cơn lốc vườn quanh vương lâm hình thành nên chân thân một con thiên ngưu khổng lồ tiếng ầm ầm văng vọng, lực lượng do thiên ngưu hồn khải tan vỡ va chạm với sức mạnh xương cốt nổ tung của minh đạo tôn, phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa, còn vang lên rất nhiều tiếng vọng bao phủ thiên địa. vương lâm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể liên tục lùi lại phía sau. thiên ngưu khổng lồ bên ngoài thân thể hắn đã có dấu hiệu tan rã, nhưng vẫn có thể tồn tại. hai mắt vương lâm sáng ngời, nhìn chăm chăm phía trước. hắn nhìn chỗ mà minh đạo tôn tiêu tan ở phía trước có một đám hào quang màu vàng to bằng nắm tay đám hào quang này phát ra ánh sáng như ngọc, lúc này bên trong hào quang có một thân thể hiện lên, rất nhanh ngưng tụ ra. Thân ảnh này mặc dù mơ hồ, nhưng có một uy áp kinh người tràn ngập ra. Nhìn bộ dạng của hắn không ngờ chính là Minh Đạo Tôn, lại một lần nữa ngưng tụ lại thân thể. Sau khi huyết nhục của hắn toàn bộ chóc ra, thì xương cốt vỡ nát, nếu hắn có thể kiên trì đến lúc sau khi xương cốt vỡ nát, thì có thể được kim quang kia ngưng tụ lại thân thể. Tới khi đó, hắn sẽ có thể hoàn thành phản tổ đại pháp lời nói của quốc sư lúc trước hiện lên trong đầu vương lâm đồng tử trong hai mắt hắn co rút lại đang định ra tay đột nhiên đúng lúc này trong tâm thần của hắn truyền tới thanh âm hỗn tạp của quốc sư vương lâm lão phu dùng chút sinh mệnh cuối cùng vì ngươi mà thi triển truyền thừa ta có thể hy sinh bản thân chỉ mong ngươi có thể đạt được tu vi truyền thừa của tiên tổ giải khai phong ấn cho tộc ta minh đạo tôn đã có thể kiên trì cho đến hiện giờ vì truyền thừa của ngươi ta sẽ chống cự lại phần lớn những sự thống khổ khiến cho người trong lúc truyền thừa sẽ công thành danh toại. Chỉ thấy quốc sư kia sau khi thân thể tan nát hóa thành u quang lao ra, thanh âm của hắn rất bình tĩnh, "Hóa thành thần niệm, tràn ngập trong tâm thần của Vương Lâm." U quang kia nhanh chóng tới gần, va chạm với lực tấn công do xương cốt của Minh đạo Tôn nổ tung. Tiếng ầm ầm vang vọng, u quang này trực tiếp xuyên thấu lực tấn công kia, tới gần trung tâm chỗ thân thể Minh đạo Tôn nổ tung. Sau khi tới bên cạnh hào quang màu vàng đã ngưng tụ ra thân ảnh kia, u quang này nhanh chóng vờn quanh vài vòng, hóa thành từng đạo hào quang màu đen. Trong nháy mắt đã được bảy vòng, vẫn còn tiếp tục luân chuyển. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, không nghe lời nói của quốc sư kia nữa, mà giơ tay phải lên, hung hăng nắm chặt lại. Lập tức cơn lốc do thiên ngưu hồn khải vỡ tan hóa thành ở bên ngoài thân thể nhanh chóng ngưng tụ lại vào trong bàn tay hắn. Trong phút chốc, cơn lốc bên ngoài thân thể hắn tiêu tan, còn có thân ảnh thiên ngưu đang sắp sửa tiêu tan kia cũng ngưng tụ vào. Trong nắm tay Vương Lâm, bị Vương Lâm đánh một quyền ầm ầm xuất ra dưới một quyền này Thiên Ngưu hồn khải trên thân thể Vương Lâm hóa thành những mảnh nhỏ rơi ra nhưng một quyền này cũng lao thẳng về phía trước với tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đã tới gần U Quang do thân thể Quốc sư hủy diệt biến thành cùng với hào quang màu vàng không một thần niệm thê lương từ bên trong U Quang kia văng lên chỉ thấy một quyền kia của Vương Lâm ngưng tụ sức mạnh cuối cùng của Thiên Ngưu hình thành một lực tấn công không gì ngăn nổi Xuyên qua tám tầng hào quang u ám kia, ầm ầm va chạm với thân ảnh màu vàng. Ở tiên tộc này, những người mà ta có thể tin tưởng, không bao gồm cả ngươi. Bất kể quốc sư nói thật hay nói dối, Vương Lâm cũng không quan tâm. Hắn chỉ biết trong trận huyết chiến trên phố kia quốc sư đã tham dự vào. Trận chiến ấy, nếu sát lục phân thân của hắn không giáng lâm, thì chắc chắn sẽ phải chết không còn nghi ngờ gì. Mà trong lòng hắn mơ hồ vẫn còn một phán đoán, hắn không thể xác định thật giả nếu là thật thì hết thảy mọi chuyện trước mắt đều là giả dối sức mạnh cuối cùng của thiên ngưu hồn trong nháy mắt va chạm với thân ảnh màu vàng kia trong tiếng ầm ầm vang vọng trời đất thân ảnh màu vàng kia run rẩy kịch liệt trực tiếp sụp đổ trong quá trình ngưng tụ thì đây chính là lúc thân ảnh này suy yếu nhất không thể chịu được sức tấn công quá lớn khi nó sụp đổ hào quang tiêu tan nhưng đốm sáng màu vàng này cũng không bị thương tổn một chút nào mà hóa thành một đạo cầu vồng màu vàng lao thẳng lên trời u quang do quốc sư trước khi chết biến thành không tản ra mà lại ngưng tụ trong nháy mắt bất ngờ lại một lần nữa biến hóa ra hình dáng của quốc sư thần sắc hắn lộ ra một vẻ phẫn nộ và thống khổ gào thét lên hai tay bấm quyết hướng xuống mặt đất tung một chi tiên tổ tộc ta đã tìm thấy đầu của ngươi rồi ngay khi quốc sư do u quang biến thành chỉ xuống mặt đất ngọn núi hình đầu của tiên tổ ở trên mặt đất đột nhiên run rẩy kịch liệt rất nhiều đá vụn chóc ra trong nháy mắt toàn bộ ngọn núi trong khi vương lâm đang trợn mắt há mồm ầm ầm sụp đổ theo ngọn núi này sụp đổ chỉ thấy hào quang vạn trượng từ trong ngọn núi kia lao ra nó lao ra khiến theo ngọn núi hoàn toàn tan vỡ cùng lúc đó vương lâm nhìn thấy ở bên trong có một vật ngay khi hắn nhìn thấy vật ấy hơi thở của vương lâm lập tức nhưng ngừng lại thân hình hắn chấn động mạnh thần sắc lộ ra vẻ hoảng sợ và không thể tin vật tồn tại bên trong ngọn núi kia chính là một cái đầu lâu một cái đầu còn nguyên mặt mũi hai mắt nhắm nghiền tóc trên đầu dài 10 trượng. Cái đầu này xuất hiện liền có một uy áp đủ, để kinh thiên động địa ầm ầm khuếch tán ra. Dưới uy áp này, Vương Lâm thậm chí còn có cảm giác thân thể bị chèn ép, linh hồn như muốn tan rã. Cái đầu này mặc dù thất khiếu vẫn còn lưu lại vết máu, nhưng dáng vẻ thì vẫn rất rõ ràng. Người này Vương Lâm đã từng nhìn thấy khi hấp thụ địa hóa mạch ở Thiên Ngưu Châu, từng phong ấn Thiên Ngưu ở trong ảo ảnh. Ở vùng đất Thiên Tôn Niết, hắn cũng nhìn thấy phân ảnh của người này ở trong hoàng cung, cũng nhìn thấy pho tượng của người này. Trong mấy trăm năm nay, hắn cũng đã mấy lần được nghe tên của người này. Thậm chí ở trong đồng lâm chỉ, hắn còn nghe thấy được tên thật của người này. Hắn chính là thủy tổ của tiên hoàng, là thủy tổ của cả tiên tộc, là người mạnh nhất trong truyền thuyết của tiên tộc. Hắn, từng phong ấn chấn áp 72 sinh linh thiên ngoại, hóa thành 72 châu của tiên tộc ngày nay. Hắn còn sáng tạo ra thiên tôn niết, để lại cho hậu nhân làm nơi thí luyện. Hắn chính là tiên tổ, chính là Liên Vân Quyết. Đầu của tiên tổ, đầu của Liên Vân Quyết. Cái đầu này, khi từ trong ngọn núi sụp đổ bay ra, đang chậm rãi bay lên không trung. Ở cổ của nó có một vết thương không có hình thù gì, giống như là bị người ta xé đứt từ trên thân thể. Những vết máu trên thất khiếu của hắn đều có màu vàng, nhưng thời gian đã qua quá lâu, màu sắc của chúng cũng mơ hồ lộ ra ánh tím. Sắc mặt của hắn tái nhợt, nhưng không có sự thống khổ, mà dường như là đang ngủ say ngay khi nhìn thấy cái đầu này, trong đầu Vương Lâm ẩm ẩm chấn động, giống như là vô số lôi đình đồng thời nổ vang, khiến cho toàn thân hắn đứng ngây ra ở đó. Đối với tiên tổ, Vương Lâm cũng từng có nhiều lần suy đoán, thậm chí ngay cả trong tiên tộc, đối với việc tiên tổ mất tích cũng có vô số tin đồn. Vương Lâm từng nghĩ rằng tiên tổ rời khỏi đại lục tiên cương, hắn cũng đã từng cho rằng tiên tổ đang bế quan ở một nơi nào đó, thậm chí cũng từng nghĩ có lẽ tiên tổ đã chết nhưng hôm nay khi hắn nhìn thấy đầu của tiên tổ sự chấn động và hoảng sợ này cũng không thể nhờ những phán đoán kia mà giảm bớt chút nào là ai đã giết tiên tổ tâm thần vương lâm chấn động hết thảy mọi chuyện hắn nhìn thấy hôm nay giống như đã mở ra cho hắn một cánh cửa lớn từ vạn cổ từ thời vạn cổ rất lâu trước trên mặt đất của tiên tộc đã xảy ra chuyện gì tiên tổ tử vong như vậy là sao tất cả những suy nghĩ trong nháy mắt đều lướt qua trong tâm thần vương lâm quốc sư hư ảo do u quang biến thành kia sau khi triệu hồi ra đầu của tiên tổ lập tức ngửa mặt lên trời gào lên sau khi nhắm hai mắt lại hắn giơ tay trái lên che mắt trái sau đó mở mắt phải ra chỉ thấy đầu của tiên tổ giống như bị tiếng gào thét dẫn dắt ngay khi mắt phải của quốc sư mở ra đầu của tiên tổ cũng mở mắt phải mắt phải của nó trống rỗng không có một chút ánh sáng nào ngay khi nó mở mắt phải đốm sáng màu vàng bằng nắm tay đang gấp rút bay lên bầu trời bỗng dừng lại Thay đổi phương hướng, lao thẳng tới đầu của tiên tổ, trong nháy mắt biến mất ở trong mắt phải của cái đầu. Ngay sau đó, quốc sư do u quang biến thành kia mang theo ánh mắt phẫn nộ, giơ tay phải chỉ về phía Vương Lâm. Trong miệng hắn vang lên những thanh âm chú ngữ phức tạp mà Vương Lâm nghe không hiểu. Sắc mặt Vương Lâm trong khoảnh khắc liền tái nhợt, hắn không chút do dự lùi nhanh về phía sau, hóa thành một đạo cầu vòng lao đi. Nhưng ngay khi ngón tay của quốc sư kia chỉ xuống, bên trong mắt phải trên đầu của tiên tổ bỗng nhiên bộc phát ra kim quang ngập trời kim quang này khoách tán ra vương lâm lập tức cảm nhận được một lực hút cực mạnh bao phủ toàn thân thân thể hắn không tự chủ được lảo đảo trong nháy mắt đã bị hút vào trong mắt phải của tiên tổ ngay khi hắn bị hút vào trong mắt phải của tiên tổ thân ảnh quốc sư hư ảo lại một lần nữa hóa thành u quang vườn quanh chín đốm sáng u ám kia cùng với vương lâm nhảy vào trong mắt phải của tiên tổ ngươi không nghe theo lời khuyên của lão phu quấy nhiễu kế hoạch của lão phu khiến cho chuyện này vốn có tới 9 phần thành công nhưng hiện giờ chỉ còn có ba phần nắm chắc ngươi thật đáng chết lão phu vốn có ý định giúp ngươi có được truyền thừa của tiên tổ tuy nói là mượn sức mạnh của tiên tổ sau khi chấn áp tâm thần của ngươi khiến cho lão phu có thể chiếm cứ được thần trí của ngươi nhưng sau khi hoàn thành tất cả những kế hoạch này lão phu vốn muốn để lại cho ngươi một cơ hội sau khi khiến ngươi thuần phục dâng lên linh hồn sẽ trở thành sứ giả hộ pháp cho hương hỏa tộc ta nhưng hiện giờ lão phu đổi ý rồi hết thảy chuyện này đều là do chính ngươi gây ra Đừng trách lão phu không giữ lời hứa, lão phu đã đợi rất nhiều năm rồi, không thể rời khỏi nơi này, càng không thể tìm được người đoạt xá thích hợp. Nhưng ngươi xuất hiện lại cho ta một cơ hội, thân thể của ngươi rất thích hợp với lão phu. Lão phu sẽ giúp cho ngươi truyền thừa thành công. Ngươi có tu vi của tiên tổ, cũng chẳng khác nào ta có được tu vi đó. Chương 1888, giải phong ấn điệu vong tộc, tổ thành cấm cung. Lỗ hổng thật lớn trên bầu trời tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Ở dưới đất Giữa tám ngọn núi có một cái đầu lâu mười trượng đang lơ lửng giữa không trung, không hề nhúc nhích, nhưng trong con mắt phải của nó đang mở ra, không còn vẻ tĩnh mịch mà đã có một tia thần thái, chẳng qua còn hơi mờ đục. Tia thần thái nọ giống như một dòng xoáy, nhanh chóng chuyển động trong mắt phải của tiên tổ. Cùng với sự chuyển động này, mơ hồ có thể thấy một hư ảnh trong đó. Hư ảnh này chính là Vương Lâm. Mắt phải của tiên tổ giống như một thế giới. Hai mắt Vương Lâm lúc này nhắm nghiền, lơ lửng trong thế giới đen tối này. Nơi này hoàn toàn trống trải, tràn ngập tử khí. Thân thể Vương Lâm mái tóc biến hóa rất nhanh, khi thì tóc bạc, lúc lại là tóc đen. Loại biến hóa này giống như bản thân hắn không biết, đang nhắm hai mắt không động đậy chút nào. Trong thân thể hắn có kim quang mơ hồ lan ra, giống như xuyên qua da thịt, hiển lộ ra bên ngoài. Kim quang này hơi lờ mờ, giống như có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Trong kim quang này, thần sắc Vương Lâm bình thản như đang ngủ say, không hề có chút cảm giác gì cũng không biết đã trải qua bao lâu. Kim quang trên người vương lâm từ từ càng ngày càng sáng, càng ngày càng lan tỏa ra bên ngoài. Trong cơ thể hắn lúc này giống như có sóng gió ngập trời, đang tiến hành một hồi truyền thừa và đoạt xá, chấn áp và sát phạt. Bề ngoài vương lâm như thường nhưng trong thân thể hắn lúc này có một quần sáng màu vàng. Quần sáng này ẩn chứa lực lượng của tiên tổ, chính nó tỏa ra kim quang lan tỏa ra tràn ngập bên ngoài thân thể vương lâm, khiến cho máu thịt xương cốt của hắn toàn bộ bị thay đổi vô hình, thích hợp cho kim quang tồn tại kim quang nọ cực kỳ bá đạo, bên trong còn tồn tại một luồng khí tức có thể điều khiển tất cả chúng sinh, thậm chí đủ để người ta phát cuồng. Luồng khí tức này đủ để khiến cho Vương Lâm dù không bị quốc sư đoạt xá, thì nếu truyền thừa cũng sẽ hoàn toàn trở thành một người điên không còn ý thức bản thân. Kim quang bá đạo điên cuồng kia lan ra phá hủy tất cả ý chí phản kháng của Vương Lâm, sau khi chiếm hoàn toàn xong trưởng liền bao phủ cả thân hình hắn. Nhưng trên thân thể Vương Lâm còn có một vị trí, dù kim quang có xâm nhập thế nào cũng mãi không thể thay đổi được vị trí này là nơi tồn tại hồn huyết cổ tổ của vương lâm hồn huyết của cổ tổ là vật tồn tại ngang hàng với truyền thừa tu vi của tổ kim quang kia không thể lấn át nhưng dù sao thì hồn huyết cũng không nhiều lắm cho nên cũng rất khó lan ra mà phản kháng cuối cùng hai bên đang từ từ không động chạm tới nhau nữa kim quang chiếm toàn bộ thân thể hắn xong thì có thể chấn áp linh hồn kẻ này khiến linh hồn hắn sụp đổ để lão phu thay thế trong cơ thể vương lâm ở một chỗ có kim quang thần niệm của quốc sư vang lên Thân thể hắn đã tử vong, lúc này ở trong thân thể Vương Lâm chi là một đám thần thức, muốn đoạt xá Vương Lâm sợ là chuyện tuyệt đối không đơn giản, cho nên mãi vẫn luôn dụ dỗ, trên thực tế mục đích là muốn mượn sự truyền thừa tu vi bá đạo của tiên tổ, để xóa đi tâm thần Vương Lâm, khiến thân thể này đồng thời có được tu vi của tiên tổ, nhưng lại không còn linh hồn phản kháng, để bản thân hắn không chút nguy hiểm mà chiếm lấy. Kim quang này trong thân thể Vương Lâm, trừ nơi có hồn huyết tồn tại ra thì đã chiếm toàn bộ trên thân thể vương lâm tỏa ra kim quang trói mắt ánh sáng như ngọc cũng mơ hồ lộ ra đầu lâu của tiên tổ nếu từ bên ngoài mà nhìn lại có thể thấy rõ ràng đầu lâu của tiên tổ đang lơ lửng trên không đôi mắt mở to tỏa ra kim quang lờ mờ kim quang này lan ra khiến đầu lâu của tiên tổ dường như có thêm một tia sinh cơ cơ thể vương lâm này cực kỳ kỳ quái lại có khí tức của cổ tổ khí tức này không thể diệt trừ nhưng có thể giam cầm lại khiến nó không thể quấy nhiễu kế hoạch của ta thần niệm của quốc sư chuyển động lập tức xuyên qua kim quang trong cơ thể vương lâm ở vị trí có hồn huyết lượn quanh tầng tầng lớp lớp bao phủ lại tuy không thể khiến hồn huyết tiêu tán nhưng cũng không khiến quốc sư gặp nguy hiểm khi đoạt xá thân thể đã bị chiếm cứ kế tiếp chính là đầu sau khi chiếm được đầu của kẻ này thì ta sẽ chấn áp hồn phách hắn quốc sư hơi kích động hắn cảm thấy kim quang trong cơ thể vương lâm sau khi bao phủ vị trí có hồn huyết xong liền hóa thành một luồng sóng màu vàng kim theo cổ Vương Lâm lao thẳng lên đầu hắn, thân thể Vương Lâm chấn động, đầu hắn lập tức tràn ngập kim quang, từ trong thất khiếu lan tỏa ra. Kim quang nọ lan tỏa ra từ đầu Vương Lâm, dùng một loại phương thức bá đạo trong nháy mắt mở ra khu vực đầu Vương Lâm, khiến toàn thân hắn bị chiếm cứ. Trong tích tắc khi hoàn toàn chiếm cứ thân thể Vương Lâm, kim quang lóe lên kịch liệt, khiến cho mắt phải đầu của tiên tổ đang trôi nổi, trong cấm cung lóe lên ánh sáng vạn trượng. Trấn áp linh hồn, thần thức của quốc sư lập tức xuất hiện. Nương theo kim quang truyền thừa của tiên tổ tràn ngập thân thể, hắn tản ra thần thức tìm kiếm linh hồn Vương Lâm. Một lát sau, hắn ở trong cơ thể Vương Lâm mơ hồ cảm nhận được một tia dao động linh hồn. Mang theo sự hưng phấn, hắn không chút do dự liền phóng vọt đi. Tất cả mọi vật tồn tại, bởi có nhân tồn tại nên có thể thành vô. Linh hồn hóa hư. Trong nháy mắt khi thần niệm của quốc sư vang lên, linh hồn của Vương Lâm bị hắn phát hiện liền lập tức tan thành mây khói, không còn tồn tại nữa hả, sao lại yếu ớt như vậy, ngay cả trí nhớ cũng không được bảo tồn lại. Hẳn là kim quang truyền thừa của tiên tổ quá mức bá đạo, cho nên linh hồn của Vương Lâm mới suy yếu tới cực hạn rồi, vừa chạm vào một cái liền không còn linh hồn nữa. Thân thể Vương Lâm lúc này đã giống như người chết rồi. Thần thức của quốc sư liền khoách tán ra. Trong kim quang liền điều khiển thân hình Vương Lâm. Trong nháy mắt khi hắn khống chế thân thể Vương Lâm, chỉ thấy toàn thân Vương Lâm liền tỏa ra kim quang vô tận, hai mắt mở bừng ra, trong hai mắt hắn kim quang giống như bùng lên cuồn cuộn tỏa ra chẳng qua giờ phút này vương lâm đã không còn ý thức bản thân mà chỉ còn ý thức thuộc về quốc sư thành công rồi vương lâm này giảo hoạt đa đoan vẫn luôn nghi ngờ lão phu không hề phối hợp chút nào nhưng lúc này dưới lực lượng truyền thừa của tiên tổ hắn vẫn bị lão phu chiếm thân thể như trước thân thể này rất mạnh có thể luyện hóa càng nhiều lực lượng hương hỏa hơn sau khi đoạt xá thân hình vương lâm quốc sư mở bừng đôi mắt trong mắt hiện lên vẻ kích động bỗng nhiên nắm tay đáng tiếc còn chưa đạt được truyền thừa đầy đủ nhưng đây chỉ là bước đầu trong kế hoạch của ta bước thứ hai một khi thành công thì tộc nhân của ta có thể thoát khỏi giam cầm của tiên tổ khôi phục được tự do ta vì ngày này đã đợi rất lâu rồi chuyện thế gian này không gì có thể so với tự do càng có thể vì nó mà nỗ lực bằng mọi giá vì tộc nhân của ta ta dù hình thần câu diệt cũng cam tâm tình nguyện quốc sư chiếm cứ thân hình vương lâm hai mắt lộ vẻ kích động đồng thời lộ vẻ buồn bã trước mắt hắn giống như hiện lên cảnh tượng năm xưa đám tộc nhân mới ra đời đã chịu vận mệnh an bài cả đời vương lâm đừng trách ta quốc sư than nhẹ nhưng sau đó ánh mắt lại lóe lên lộ vẻ quyết đoán hắn không chọn đi ra khỏi mắt phải của tiên tổ mà hai tay giơ lên bắt quyết lập tức kim quang lan ra từ cơ thể thể liền phát sinh biến hóa kịch liệt chỉ thấy bên ngoài cơ thể hắn lúc này kim quang tỏa ra gấp chục gấp trăm vạn lần điên cuồng khuếch tán ra Loại khuếch tán này giống như thiêu đốt, khiến tu vi tiên tổ trong thân thể Vương Lâm lúc này toàn bộ bộc phát ra bên ngoài. Kim quang bạo phát ra gấp vạn lần, thân thể Vương Lâm giống như một mặt trời tỏa sáng ngập trời, hầu như chiếu rọi toàn bộ thế giới trong mắt phải tiên tổ, khiến bốn phía rõ ràng, không còn là đêm đen nữa. Ánh sáng cực điểm cũng từ trong mắt phải đầu lâu tiên tổ, lơ lửng trên bầu trời cấm cung tỏa ra trong một phạm vi lớn, bao phủ cấm cung dưới kim quang. Giờ phút này cái đầu này tỏa ra ánh sáng sáng cuồn cuộn từ mắt phải, thoạt nhìn mà giật mình, giống như sống lại vậy. Mắt trái. Quốc sư chiếm cứ thân thể vương lâm trong mắt phải lập tức giơ hai tay bắt quyết, trong tiếng gầm nhẹ liền phát ra hàng loạt chú ngữ. Trong khi chú ngữ này truyền ra, mắt trái đầu lâu của tiên tổ bỗng nhiên mở ra. Mắt trái này mở đục, lộ vẻ tĩnh mịch, hoàn toàn bất đồng với mắt phải đang tỏa ra kim quang trói mắt. Trong nháy mắt khi mắt trái của tiên tổ mở ra, một luồng lực hút lớn đột nhiên xuất hiện, truyền thẳng về phía lỗ thủng trên bầu trời. Cùng lúc đó, lập tức có tiếng răng rắc truyền tới. Chỉ thấy bên ngoài lỗ thủng trên bầu trời, bên ngoài ao máu trong địa cung đã sụp đổ, người điên đang bị khóa bởi chín sợi xích sắt trên tế đàn. Xích sắt lúc này dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà chìm xuống, giống như bị lực hút này kéo tới, muốn vọt về chỗ sụp đổ trong ao máu. Tiếng răng rắc kia chính là tiếng xích sắt bị kéo tới cực hạn. Thẳng tắp ra, giống như sắp không thể thừa nhận được nữa. Tạo thành tiếng động này, trên thực tế thì luồng lực hút này cũng không phải là hút xích sắt mà lại hút người điên trong xích sắt thân thể người điên bị kéo đi lao thẳng tới vị trí sụp đổ của ao máu khi khoảng cách chỉ còn không tới mấy mươi trượng thì chiều dài xích sắt không đủ sững lại một cái dưới lực hút này xích sắt vừa rồi vương lâm khó phá hủy nổi lập tức ầm ầm vài tiếng liền đứt mất ba sợi còn sáu sợi nữa thì cũng chỉ duy trì được thêm một chớp mắt liền đứt đoạn sau khi xích sắt đứt ra thân thể người điên lập tức bị lực hút lớn lao kia hút vào trong lỗ hổng, ở ao máu, khi xuất hiện đã là ở lỗ thủng trên bầu trời cấm cung, hóa thành một đạo cầu vòng tỏa kim quang, lao thẳng vào mắt trái của tiên tổ. Trong phút chốc, thân thể người điên đã tới gần, bị mắt trái tiên tổ cắn nuốt giống như vương lâm vừa rồi, hoàn toàn biến mất. Đúng lúc này thì trong mắt trái của tiên tổ, thân ảnh người điên biến ảo ra. Trong cơ thể tỏa ra kim quang chói mắt, lộ ra ngoài mắt trái, lan tỏa ra bốn phía, do vậy nhìn lại lúc này hai mắt tiên tổ đều mở ra kim quang tràn ngập đất trời giống như sống lại thật vậy tiên tổ khai khẩu giải phong ấn toàn bộ điệu vong tộc trong mắt phải của tiên tổ quốc sư đang chiếm thân thể vương lâm giờ phút này kích động gào thét nhưng hắn lại không chú ý tới thiên nghịch châu đang ẩn trong một vị trí của cơ thể vương lâm trong đó đang có linh hồn hắn lạnh lùng nhìn tất cả mọi việc lời nói của quốc sư vang lên chỉ thấy đầu lâu của tiên tổ trong khi hai mắt lóe lên cái miệng vẫn luôn đóng chặt lúc này chậm rãi mở ra, phát ra tiếng nói hỗn tạp. Tiếng nói này nghe kỹ đúng là tiếng của Quốc sư. "Giải Phong." Ấn. Giọng nói này ầm vang, chậm rãi truyền ra. Chương 1889, sự tự tin của Tiên Hoàng. Việc này vốn là kế hoạch của hắn. Theo như lời hắn nói trước đây, cần ta nhận được truyền thừa tu vi của tiên tổ, sau đó trở thành tiên tổ đời thứ hai, nhờ đó giải khai phong ấn cho toàn tộc hắn. Việc này ta vốn không tin, cho nên sau khi bị mắt phải kia nuốt vào, ta không hề phản kháng, mà dung nhập linh hồn vào trong thiên nghịch, giả vờ như hồn đã bị hủy diệt mà giấu giếm được, chính là vì muốn xem người này rốt cuộc là có kế hoạch gì, thì ra là như vậy. Vương Lâm đã nhìn thấy hết toàn bộ, trong lòng đối với quốc sư đã chiếm được thân thể mình đã có một chút kính nể. Lấy thân thể của ta sau khi được truyền thừa một chút tu vi của tiên tổ, còn gia cố thêm thân thể của người điên, lấy thân thể của hai người bọn họ hóa thành hai mắt của tiên tổ khiến cho đầu của tiên tổ thoạt nhìn như có sức sống, không giống như là người chết. Dù sao đây cũng là sức mạnh của bản thân tiên tổ, sau khi phối hợp với thứ ở trong mắt phải, không biết dùng phương pháp gì mà khiến cho đầu của tiên tổ mở miệng nói ra những lời. Như vậy, với phương thức này có thể giải khai một cách hoàn mỹ phong ấn của toàn tộc hắn. Dù sao loại phong ấn này cũng là một loại cấm chế, thuộc về một loại được pháp tắc thừa nhận, cho nên muốn cởi bỏ trên thực tế phải lừa gạt được pháp tắc. Dù sao pháp tắc cũng giống như là vật chết, tuân theo quy củ những hành động của quốc sư này thật sự là có khả năng thành công phương thức giải khai phong ấn quỷ dị này vương lâm chưa từng nghĩ tới lúc này tận mắt nhìn thấy không khỏi kính nể tư duy kỳ diệu của đối phương chỉ là người này thật sự là quốc sư sao trong lúc vương lâm trầm ngâm đầu của tiên tổ chuẩn bị kết thúc lời nói điệu vong đôi mắt trên đầu của tiên tổ kia tràn ngập kim quang lời nói trong miệng của quốc sư kia chính là thanh âm của quốc sư trong lúc hắn chậm rãi nói ra Đúng lúc một chữ cuối cùng sắp ra khỏi miệng, liền có kinh biến phát sinh. Một tiếng cười dài từ trong lỗ thủng trên không trung bỗng nhiên truyền ra. Cùng lúc đó, một giọt máu màu vàng nhanh chóng từ bên trong không trung gào thét hiện lên. Ngay khi một chữ cuối cùng sắp sửa được đầu của tiên tổ nói ra, giọt máu màu vàng này bỗng nhiên rơi lên trên mi tâm cái đầu của tiên tổ. Khi giọt máu tươi kia rơi xuống, đầu của tiên tổ bỗng nhiên chấn động. Chỉ thấy giọt máu màu vàng kia nhanh chóng tràn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cái đầu của tiên tổ cái miệng đang mở ra lập tức bị giọt máu màu vàng này lóe lên bao trùm đem một chữ cuối cùng kia chặn đứng lại quốc sư đang chiếm cứ thân thể vương lâm lúc này mở mạnh hai mắt phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ tới cực hạn thân thể hắn nhoáng lên một cái lao ra khỏi mắt phải của thiên tổ này nhưng trong tiếng ầm vang bị giọt máu tươi màu vàng bao trùm không thể thoát ra lúc này cái đầu của thiên tổ đã hoàn toàn biến đổi toàn bộ tản mắt ra ánh sáng màu vàng giống như là một cái đầu tượng do chất lỏng màu vàng tạo thành liên đạo chân quốc sư giống lên tiếng cười dài vang vọng không trung của tiên hoàng từ trong lỗ thủng vọng ra tiên hoàng từng bước bước ra trực tiếp đứng trên đỉnh đầu của tiên tổ cùng lúc đó song tử đại thiên tôn cũng từ trong lỗ thủng đuổi theo hai tiểu cô nương này sắc mặt có chút tái nhợt nhưng thần sắc lại cực kỳ ngưng trọng sau khi xuất hiện hai nàng đảo ảnh mắt lập tức ngưng tụ lại cái đầu ở dưới chân của tiên hoàng đồng tử trong mắt bỗng nhiên có rút lại quốc sư Mưu kế của ngươi thật là thâm sâu. Ngươi đã biết ngay từ đầu đạo phi vốn là thân thể phản tổ được chuẩn bị, vì thế dĩ nhiên phản tổ đại pháp lấy thân thể của đạo phi làm chủ. Ngươi cũng biết Minh đạo tôn kia chẳng qua chỉ là một thế thân để cho đạo phi cuối cùng có thể nhận được truyền thừa thành công mà thôi. Theo suy nghĩ của ngươi, sự tồn tại của Minh đạo tôn chính là để triệt tiêu sự gian nan của truyền thừa, vì đạo mà Minh đạo tu cao ngạo đến cực điểm, cho nên ngươi mới dùng lời lẽ khiến cho ta dẫn Vương Lâm tới đây, khiến cho Minh đạo tôn điên cuồng Tiếp đó còn giúp cho hắn duy trì sự điên cuồng này một lúc. Hắn càng kiên trì được lâu thì đạo phi lại càng nắm chắc được thành công, cho nên ngươi mới làm cho ta đưa Vương Lâm này tới nơi này. Kế hoạch này khiến cho ngươi rất tâm đắc, ngươi ẩn giấu kế hoạch của ngươi, tưởng rằng thật sự có thể giấu được ta sao?" Tiên Hoàng mỉm cười, nhưng thần sắc hắn lại lộ ra một vẻ hãnh diện, trong hai mắt hắn còn có một vẻ cơ trí, như thể tất cả mọi chuyện trong thiên hạ đều không thoát ra khỏi ánh mắt hắn. "Năm đó đầu tiên là ngươi muốn ta giết chết Vương Lâm, thật sự là đã nhìn thấu tính cách của ta, ngươi càng muốn ta giết hắn. Ta hết lần này đến lần khác hoài nghi, sẽ không giết sao. Ngươi cho rằng ta không biết Vương Lâm chính là người, mà ngươi đang cự kỳ khao khát đoạt xá sao. Nhưng ta vẫn không giết hắn, mà còn chuẩn bị dùng cho ngươi. Tiên Hoàng mỉm cười, cúi đầu nhìn xuống cái đầu của tiên tổ ở phía dưới, trong lời nói của hắn tràn ngập sự tự tin. Đây là sự tự tin khi tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay bởi vì ta có thể nắm trong tay hết thảy mọi thứ, ta còn đem vương lâm. Này đúng theo kế hoạch của ngươi từng bước một chậm rãi đưa tới tổ thành này, đưa tới hoàng cung này. Ta muốn xem quốc sư ngươi có thể cười như thế nào. Ngươi muốn chuyển truyền thừa của minh đạo tôn lên người vương lâm, còn muốn đoạt xá thân thể vương lâm, vì thế điều khiển hắn đi tới nơi này, trở thành mắt phải trên đầu của tiên tổ. Ngươi còn tính ra vương lâm sẽ cứu đạo phi, nhất định sẽ tìm xong từ đại thiên tôn nhờ trợ giúp, có thể ngăn cản bước chân của ta, lại thêm ta đã đem giam cẩm đạo phi ở trong địa cung có cơ hội triển khai phản tổ đại pháp đem đạo phi hóa thành mắt trái tiếp đó ngươi dùng thuật đặc biệt của điệu vong tổ khiến cho tiên tổ mở miệng muốn gỡ bỏ phong ấn của tộc ngươi hết thảy chuyện này quả thật ngươi tưởng rằng ta sẽ không biết sao tiên hoàng cười ha hả song tử đại thiên tôn ở trên không trung thần sắc ngưng trọng không khinh cử vọng động mà nhìn chằm chằm cái đầu của tiên tổ kia hai tiểu cô nương này trong lòng xuất hiện sự kiên kỵ hiếm thấy cũng không phải chỉ có một chút, mà là một sự kiêng kỵ rất sâu. Bên trong mắt phải trên cái đầu của tiên tổ, sắc mặt quốc sư đã chiếm lấy thân thể Vương Lâm tái nhợt, ánh mắt lộ ra vé không thể tin. Hắn không hề tính ra chuyện này, hết thảy mọi chuyện tiên hoàng đều rõ như lòng bàn tay, nhưng ở trong cơ thể hắn, Vương Lâm đang nấp ở bên cạnh Thiên Nghịch Châu cùng vô cùng bình tĩnh. Nếu hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể chiếm lại cơ thể, nhưng hắn lại chưa làm vậy. Chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Người này nhìn thì như quốc sư nhưng hắn thật sự là quốc sư sao? Nếu hắn không phải, thì chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rất thú vị. Linh, hồn vương Lâm tiếp tục ẩn nấp, không khinh cử vọng động, hắn còn muốn xem tiếp. Trên đầu của tiên tổ, tiên hoàng mỉm cười hãnh diện. Quốc sư à, toàn bộ kế hoạch của ngươi ta đã nhìn thấu rồi, nhưng kế hoạch của ta ngươi cho rằng ngươi đã biết được rồi sao? Ngươi tưởng rằng ta thật sự muốn đạo phi nhận truyền thừa sức mạnh của tiên tổ sao? Ngươi tưởng rằng ta để cho Vương Lâm tới địa cung này chỉ để kích thích minh đạo tôn? khiến cho hắn duy trì được một chút thời gian sao? Bây giờ ta nói cho ngươi biết, ngươi sai rồi, toàn bộ phán đoán của ngươi đều sai hoàn toàn rồi. Kế hoạch của ta trong thiên địa này không ai có thể nhìn thấu được, ngươi không được, Vương Lâm cũng không, bất cứ một đại thiên tôn nào cũng đều không thấy được. Kế hoạch của ta chính là cái đầu của tiên tổ này. Cái đầu này tử vong đã nhiều năm, không thể sống lại được, chỉ có thể ở nơi này, hóa thành ngọn núi trấn áp linh hồn trong 72 châu của tiên tộc ta. Nhưng nó lại là vật mạnh nhất của tiên tộc ta cũng có thể nói là một pháp bảo hùng mạnh nhất, còn có thể khiến cho ta trong lúc nguy cấp có thể hoàn toàn kế thừa tu vi của tiên tổ. Là kế thừa chứ không phải là truyền thừa. Nhưng tiên tổ đã chết, hắn như đã bị người ta ngủ mã phân thây, xé thành từng mảnh, không ai biết là ai đã giết chết hắn. Đến nay cũng chi tìm được một cái đầu này, một cái đầu đã tử vong. Ta đã suy nghĩ rất lâu, thủy chung không thể khiến cho cái đầu này tỉnh lại, nhưng ở trên người ngươi ta lại nhìn thấy được hy vọng. Quả nhiên ngươi đã không làm cho ta thất vọng năm đó ta chỉ cần đưa ra cho ngươi một gợi ý quả nhiên ngươi đã theo gợi ý của ta mà nghĩ ra biện pháp khiến cho cái đầu này tỉnh lại tốt tốt lắm tiên hoàng cười to giơ chân phải lên đạp lên cái đầu bên dưới lập tức cái đầu của tiên tổ này tản mắt ra kim quang vạn trượng bao phủ tiên hoàng vào bên trong có vật này bổn hoàng sẽ là đại thiên tôn mạnh nhất song tử ngươi có dám đánh với bổn hoàng một trận nữa không tiên hoàng ngẩng đầu lộ ra một sự tự tin rất lớn Thân thể hắn nhoáng lên một cái, bất ngờ theo cái đầu tiên tổ ở dưới chân lao thẳng tới Song Tử. Song Tử đại thiên tôn, hai tiểu cô nương kia cắn răng, lập tức ở phía sau lưng hai nàng có một mặt trời màu tím hiện ra. Mặt trời màu tím kia tản mắt ra tử quang, hình thành hai kiếm ảnh màu tím, lao thẳng tới Tiên Hoàng, trong khi tới gần, hai kiếm ảnh này dung hợp với nhau, hóa thành một đạo kiếm quang, trong nháy mắt đã lao tới. Nhưng ngay khi nó tới gần, chỉ thấy Tiên Hoàng kia giơ tay phải lên, vung lên bầu trời, lập tức cái đầu của tiên tổ ở dưới chân hắn, trong mắt tỏa ra kim quang bao phủ ngập trời, giống như là tạo nên một ánh mắt thực chất, trực tiếp nhìn về phía kiếm quang màu tím do song từ đại thiên tôn biến hóa ra kia. Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên, chỉ thấy kiếm quang màu tím kia ngay khi đụng vào kim quang trong mắt của tiên tổ phát ra, lập tức sụp đổ, hóa thành vô số mảnh tứ tán, còn hình thành một gợn sóng lan ra, khiến cho song tử đại thiên tôn không ngừng phải lùi lại phía sau. Tiên Hoàng kia mỉm cười, trong khi hai mắt của cái đầu tiên tổ lóe lên kim quang, hắn giơ tay phải túm vào hư không, lập tức một con phi điểu màu vàng xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Hắn vung tay về phía trước, phi điểu này dang rộng cánh, lao thẳng tới Song Tử Đại Thiên Tôn. Song Tử Đại Thiên Tôn kia trong lúc lùi về phía sau, hai tiểu cô nương này thần sắc ngưng trọng, nhìn thoáng lẫn nhau, không nghĩ ngợi lập tức bay lên, dung hợp với vầng tử dương kia, hai thân thể giống như là hai làn khói không ngờ ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một nữ tử khoảng 20 tuổi, tướng mạo cực kỳ xinh đẹp. Nữ tử này toàn thân mặc áo trắng, hai mắt lóe lên sát khí, ngay khi hiện thân liền giơ tay lên, lập tức thiên địa biến thành màu tím. Giao vương lâm ra đây, bổn tôn sẽ lập tức rời khỏi, không quan tâm nơi đây xảy ra chuyện gì, nếu không, phá nát tổ thành. Bên trong cấm cung này tràn ngập sắc tím, ở bên trong địa cung phía trên cùng trong khoảnh khắc này lóe lên tử quang. Thậm chí ở bên ngoài hoàng cung tại tổ thành, trên bầu trời của tiên cương đại lục màu tím kia cũng bao phủ từng tấc đất từng căn nhà đem toàn bộ tổ thành hoàn toàn bao phủ cùng lúc đó trên bầu trời của tiên cương đại lục một thiên thạch màu tím khổng lồ có thể so với một nửa tổ thành xuất hiện ở trên bầu trời dần dần hạ xuống tản mắt ra uy áp kinh người khiến cho tổ thành ẩm ẩm chấn động mặt đất xuất hiện vô số vết nứt vô số tu sĩ hoảng sợ dùng đủ loại phương pháp vội vàng bỏ chạy thần sắc tiên hoàng ngưng lại nhìn chằm chằm song tử đại thiên tôn sau khi hợp thể kia cái đầu tiên tổ ở bên dưới thân thể tiên hoàng lập tức lóe lên kim quang vạn trượng giống như là đối kháng với tử quang kia kim quang này là sức mạnh thuộc về tiên tổ tử quang kia ở trên mặt đất dãy dụ chậm rãi lùi lại nếu trước kia khi cái đầu của tiên tổ chưa mở hai mắt ta sẽ không thể điều khiển được thì tử lâm tín thuật thuật mạnh nhất của song tử ngươi có lẽ có thể khiến cho bồn hoàng phải thỏa hiệp nhưng hiện giờ chỉ là một tử lâm tín thuật cũng không đủ Thần sắc của Tiên Hoàng lại lộ ra một sự tự tin vô cùng. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một thanh âm giả nua bỗng nhiên vang vọng trong cấm cung. "Vậy nếu có thêm lão phu thì có đủ không?" Theo thanh âm này vang vọng, chỉ thấy từ bên trong lỗ thủng trên bầu trời, Cửu Đế Đại Thiên Tôn bước ra. Ở phía sau hắn, Hải Tử Thiên Tôn sắc mặt tái nhợt đi theo. Chương 1890, Năm Đại Thiên Tôn. Cửu Đế Đại Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện không khiến Tiên Hoàng ngạc nhiên chút nào ánh mắt hắn lóe lên, thần sắc vẫn tự tin như trước, đứng trên đầu lâu của tiên tổ, ngẩng đầu nhìn cửu đế đại thiên tôn đang bước ra. Cửu đế, ngươi quả nhiên tới rồi. Tiên hoàng mỉm cười, thần sắc cửu đế đại thiên tôn ngưng trọng. Nhìn chằm chằm vào tiên hoàng, ánh mắt rơi lên đầu lâu tiên tổ dưới thân đối phương, ánh mắt lộ ra một chút phức tạp. Đầu lâu của tiên tổ, năm đó lão phu từng theo dưới chứng tiên tổ, lúc này đã qua ngàn. Liên đạo chân, lão phu đã trải qua mấy đời tiên hoàng, đời này của ngươi là có hùng tài đảm lược nhất lợi dụng khát vọng của quốc sư đạt được quyền điều khiển đầu lâu tiên tổ nếu cho ngươi đủ thời gian đợi ngươi hoàn toàn hấp thu đầu lâu tiên tổ rồi dung nhập vào cơ thể hóa thành đầu của bản thân ngươi lúc ấy ngươi thật sự có thể trở thành đại thiên tôn đệ nhất của tiên tộc ta nhưng lúc này ngươi lại không có cơ hội đó giọng nói của cửu đế đại thiên tôn lộ vẻ tăng thương vừa nói vừa bước từng bước về phía tiên hoàng mấy bước chân hạ xuống Nữ tử do Song Tử Đại Thiên Tôn dung hợp kia ánh mắt cùng lóe lên, cất bước đi về phía Tiên Hoàng. Ba vị Đại Thiên Tôn triển khai một trận đánh trong cấm cung này. Đối mặt với Cửu Đế Đại Thiên Tôn và Song Tử Đại Thiên Tôn, thần sắc Tiên Hoàng vẫn tự tin như trước, trong nháy mắt khi hai người đối phương đi tới liền hướng về phía đầu lâu Tiên Tổ, ở phía dưới vỗ một cái. Bát Cực Đạo, Cực Hóa Đạo. Một động tác này khiến toàn thân Tiên Hoàng lóe lên kim quang, đầu lâu Tiên Tổ dưới thân hắn lan tỏa ra kim quang trói mắt khiến màu tím trong thiên không bị xua tan trong phạm vi lớn. Đồng thời đầu lâu của tiên tổ lại mở miệng, phát ra giọng nói của tiên hoàng, bát, cực, đạo, tiên, hỏa, đạo. Lời nói dù đứt quãng nhưng vẫn nói ra đầy đủ. Trong nháy mắt khi nói xong, chỉ thấy có chín vòng khói xanh lớn cỡ một trượng đột nhiên xuất hiện, vườn quanh bên ngoài đầu lâu tiên tổ, chuyển động chín vòng rồi lao thẳng về phía song tử đại thiên tôn, và cửu đế đại thiên tôn. Tiếng ầm vang kinh thiên động địa truyền khắp cấm cung. Thân thể Vương Lâm ẩn trong cơ thể thông qua hai mắt của thân thể, thông qua mắt phải của tiên tổ, trong khi quốc sư đang rung động không phát hiện ra, nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện. Đối với biến hóa bất thình lình này, Vương Lâm không dám coi thường mà hành động. Hắn còn đang chờ. Hắn vẫn luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như bề ngoài. Cửu đế đại thiên tôn xuất hiện có lẽ sẽ khiến biến hóa mới xảy ra. Vương Lâm trước khi còn chưa hoàn toàn hiểu rõ thì hắn tuyệt đối không đi ra. Tiếng ầm vang truyền ra chỉ thấy sắc mặt song tử đại thiên tôn tái nhợt mau tím bao phủ bên ngoài thân lui lại mấy bước cửu đế đại thiên tôn cùng lui lại phía sau thần sắc ngưng trọng hai người vừa giống như không phải đối mặt với tiên hoàng mà là đối đầu với tiên tổ vậy là tiên tổ triển khai thần thông cho nên một kích liên thủ của hai người vẫn bị bức lui không phải là lực lượng đầy đủ của tiên tổ chỉ chừng một thành mà thôi ánh mắt cửu đế lóe lên lập tức nói trong khi hắn mớ miệng cơ thể truyền ra những tiếng bùng bùng chỉ thấy dáng vẻ giả nua của hắn dùng tốc độ mắt thường có thể trông thấy bỗng nhiên thay đổi trong nháy mắt liền hóa thành một nam tử trung niên tướng mạo hắn cực kỳ anh võ cũng lộ ra một khí tức bá đạo như của bậc đế vương cửu đế đại thiên tôn vẫn luôn bảo trì dung mạo giả nua chỉ có khi tu vi triển khai trên diện rộng thì tướng mạo mới biến hóa như vậy nói ra thì đây cũng là lần đầu tiên liên đạo chân ta được nhìn bộ dáng thế này của ngươi nhưng dù là như vậy các ngươi cũng không phải đối thủ của ta đâu tiên hoàng mỉm cười đơn giản khoanh chân ngồi trên đầu lâu của tiên tổ hai tay vung lên đặt lên thiên linh của cái đầu lâu nọ lấy máu của ta dẫn về linh hồn tiên tổ tiên hoàng cắn đầu lưỡi phun ra một ngụ máu tươi trong tích tắc khi máu tươi phun ra lập tức đầu lâu của tiên tổ chấn động mãnh liệt kim quang ngập trời bùng lên ngưng tụ bên ngoài thân thể tiên hoàng mắt thường có thể nhìn thấy một hư ảnh khổng lồ màu vàng kim biến ảo ra trong cấm cung này. thân ảnh này mặc hoàng bào chính là tiên tổ đầu lâu là thật thân thể là hư giờ phút này kim quang trong hai mắt lóe lên tay phải hắn giơ lên chụp vào hư không một cái bất ngờ một thanh kiếm màu vàng biến ảo ra bị hư ảnh tiên tổ nắm trong tay tiên cực phanh trong nháy mắt khi thanh kiếm này xuất hiện vương lâm trong mắt phải của đầu lâu của tiên tổ lập tức cảm nhận được một sự kêu gọi rất sâu năm đó dưới một kiếm của tiên tổ rất nhiều sinh linh thiên ngoại đều phải hình thần câu diệt chỉ có những kẻ khá có tư cách mới được phong ấn thành châu lục hôm nay hai người các ngươi mạo phạm tiên uy một kiếm này chém xuống còn không lui ra ngay giọng nói của tiên hoàng vang vọng trong thiên địa thanh đại kiếm màu vàng kim kia giơ lên bỗng nhiên hung hăng chém về phía song tử và cửu đế một kiếm vô thanh vô tức nhưng trong khoảnh khắc này thiên địa lại biến sắc không gian của cấm cung này trong một nhát chém này cũng sụp đổ giống như bị chém thành hai vậy một kiếm hạ xuống khiến sắc mặt cửu đế đại biến hai tay bắt quyết lập tức bên ngoài thân thể biến ảo ra một vầng mặt trời màu trắng treo cao giống như vầng mặt trời màu tím kia cùng phát ra ánh sáng chói mắt chỉ thấy một con bạch lang gầm thét từ trong mặt trời màu trắng biến ảo ra ngửa mặt hướng về phía thanh kiếm màu vàng kim đang chém tới gầm giống cùng lúc đó song tử đại thiên tôn cũng bắt quyết màu tím tràn ngập đất trời bất ngờ hình thành một vùng trúc màu tím tử trúc này trong nháy mắt liền mọc lên chớp mắt đã bao phủ cả đất trời tạo thành một rừng trúc giống như vạn kiếm đồng thời đâm tới đối đầu với đại kiếm màu vàng kim đang từ trên trời giáng xuống kia đạo nhất võ phong hai người các ngươi giờ vẫn còn bất động thì còn đợi tới khi nào cửu đế giống to trong nháy mắt khi bạch lang lao tới chỉ thấy phía hai bên tiên hoàng bất ngờ xuất hiện kịch biến vạn vật trong thiên địa bên trái tiên hoàng bất động đạo nhất thiên tôn cất bước đi ra thần sắc cực kỳ ngưng trọng tay phải giơ lên một chỉ điểm về phía tiên hoàng một chỉ này nhìn như tầm thường nhưng lại đại biểu cho đạo của đạo nhất thiên tôn đạo của hắn là vạn vật hóa nhất một chỉ xuất ra ẩn chứa lực lượng đinh điểm toàn thân phong vân phía bên phải tiên hoàng biến sắc, tiếng ầm vang truyền ra. Giống như trời long đất lớ vậy. Võ phong đại thiên tôn đầu chọc bước ra. Trong nháy mắt xuất hiện liền không chút do dự nắm quyền tay phải, một quyền đánh thẳng về phía tiên hoàng. Võ phong đại thiên tôn năm đó từng xông qua tầng thứ 19 thiên tôn niết. Hắn cầu võ đạo, dùng võ nhập đạo, giờ phút này một quyền. Đánh ra ảnh chứa toàn bộ lực lượng của hắn. Cũng ẩn chứa cảm ngộ thiên địa của hắn. Ẩn chứa tín niệm đỉnh phong của hắn tứ đại thiên tôn đồng thời ra tay. Vương Lâm ở trong mắt phải của tiên tổ nhìn rõ ràng mọi chuyện, linh hồn chấn động. Hắn thật không thể ngờ nổi hành trình tới địa cung lần này lại có biến hóa như vậy. Đạo nhất, Võ Phong không ngờ lại hiện thân ở bên cạnh hắn. Trong chớp mắt khi hai người xuất hiện, Vương Lâm hiểu rõ rằng biến hóa tại địa cung này giống như một ván cờ, còn mình là một quân cờ trong đó. Thậm chí cả mấy đại thiên tôn đều là quân cờ. Người đánh cờ lần này một bên là tiên hoàng, còn một bên khác không biết là ai, kim kiếm giáng xuống đối kháng với bốn người song tử, cửu đế, đạo nhất, võ phong, bộc phát ra tiếng ầm ầm kinh thiên động địa. Trong tiếng ầm vang này, thân thể đạo nhất run lên, bị cuốn lại phía sau. Võ phong nọ sắc mặt cũng tái nhợt, thân thể truyền ra những tiếng bùng bùng, thân thể cũng đồng thời lùi lại. Tu vi hai người song tử, cửu đế cao hơn đạo nhất và võ phong nhưng dưới kim kiếm này, cũng vẫn phải lui lại như trước. Chẳng qua bốn người dù thối lui nhưng lực lượng đánh ra cũng không bình thường, Thế gian này ngoài vị đại thiên tôn cường đại nhất ở cổ tộc kia, thì bất cứ đại thiên tôn nào cũng không thể đối kháng với lực lượng của bốn người khác. Càng không cần nói tới đại kiếm màu vàng kim này chỉ là hư ảo, chỉ ẩn chứa một thành lực lượng của tiên tổ. Trong tiếng ầm vang, đại kiếm màu vàng sụp đổ, hóa thành mảnh nhỏ bị cuốn đi, gào thét lao về bốn phía quanh hư ảnh tiên tổ, rơi lên mặt đất. Cùng lúc đó, thân ảnh hư ảo của tiên tổ cũng tiêu tán theo, chỉ có cái đầu lâu chân thật đang lơ lửng trong không trung thân thể tiên hoàng ở bên trên đó lúc này chấn động, khóe miệng tràn máu tươi, ngừng phát đầu nhìn chằm chằm vào đạo nhất và võ phong. Nếu lão phu xuất hiện còn chưa đủ, vậy thêm đạo nhất và võ phong không biết tiên hoàng ngươi đã cho là đủ hay chưa? Cửu đế nhìn tiên hoàng, lạnh lùng nói, bốn người các ngươi rốt cục muốn ta làm gì? Thần sắc tiên hoàng âm trầm, chậm rãi nói, thả vương lâm ra, bổn tôn sẽ rời đi. Mục đích của song tử đại thiên tôn rất rõ ràng, Nhìn chằm chằm vào Tiên Hoàng, bình tĩnh mở miệng nói, "Lão phu hy vọng Tiên Hoàng phong ấn đầu lâu của Tiên tổ một lần nữa. Đầu lâu này trấn áp linh hồn 72 châu của Tiên tộc, sự tình trọng đại, không phải là vật Tiên Hoàng có thể lấy đi." Ánh mắt Cửu Đế đảo qua đầu lâu của Tiên tổ, chậm rãi nói, "Ý muốn của bổn tôn cũng như của Cửu Đế, Tiên Hoàng, bảo trì thế cục năm đại thiên tôn chúng ta là tốt rồi, không cần phải phân tranh một lần nữa." Thần sắc đạo nhất âm trầm, nhìn đầu lâu của tiên tổ dưới thân tiên hoàng trong lòng hơi kiêng kỵ võ mỗ cũng có ý này võ phong trầm mặc một chút lập tức nói tiên hoàng cười ha hả tiếng cười cực kỳ lạnh lùng hai tay phất lên trong khi đạo nhất và võ phong biến sắc hai tay tiên hoàng đặt mạnh lên ngực phun ra một ngụ máu tươi màu vàng hai mắt tràn ngập kim quang mở miệng cũng thấy có kim quang lan tỏa ra thậm chí ở hai tay hắn hai mũi toàn bộ thất khiều đều tỏa ra kim quang vô tận kim quang này bỗng nhiên lan tỏa ra bốn phía, hình thành một cơn sóng màu vàng kim, khiến đám người cửu đế biến sắc, không tự chủ được mà lui lại phía sau. Trong khi bọn họ lui lại, thần sắc tiên hoàng dữ tợn, bước tới từng bước, hắn tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua. Cơ hội này mà thỏa hiệp, hắn thao bộc phát tất cả lực lượng của đầu lâu tiên tổ, khiến cho đám người này trong thời gian ngắn không thể tới gần. Mạnh mẽ hấp thu lực lượng của đầu lâu tiên tổ. Nếu thành công thì đối mặt với bốn đại thiên tôn hắn cũng chẳng kiêng kỵ chút nào kim quang bộc phát ra thân thể tiên hoàng uốn lượn hai tay đặt lên đầu lâu tiên hoàng hút mạnh một cái nhưng không có bất cứ kim quang nào bị hút vào giống như trong đầu lâu của tiên tổ có một lực lượng giam cầm khiến tiên hoàng không thể dung hợp được là phong ấn của điệu vong tộc quốc sư đáng chết này hắn trước khi khiến tiên tổ mở miệng lại dùng thần thức dung hợp khiến cho trong đầu lâu của tiên tổ ẩn chứa một tia phong ấn mỗi đời của điệu vong tộc nhưng phong ấn này cũng không thể làm khó ta được Ta là Tiên Hoàng, thời điểm tầm thường không thể giải khai phong ấn này, nhưng hôm nay có thể điều khiển đầu lâu của tiên tổ, thì có thể. Dù là hôm nay ta giải khai phong ấn các đời điệu vong tộc, thì quốc sư nọ cũng không thể làm nên chuyện gì to tát. Ý niệm trong đầu tiên hoàng lóe lên. Giờ phút này tình huống khẩn trương khiến hắn không thể suy nghĩ được gì nhiều.